Rồi, hôm nay có một chút thay đổi trong kỹ thuật ha. Tại mỗi hôm mọi người chỉ coi cái cam hành trình thôi. Hôm nay mọi người có thể thấy được gọi là phát thanh viên của chương trình là chị Đông Giao ha. Ồ, phát thanh viên rồi. Tôi nghĩ là mấy bạn chỉ thích xem chị Đông Giao thôi chứ không phải là thích xem tôi ha. Đó là tôi phải ráng tôi lắp thêm cái cam vô. Thì ngày hôm nay nè, mình sẽ có ba cái khung hình. Khung hình thứ nhất là đường đi ha. Nè, các bạn thấy đường đi nha. Khung hình thứ hai là khung hình trên xe nha. Rồi khung hình thứ ba là picture and picture là hình ở trong hình. Đó, rồi. Nói chung là chiều mấy bạn hết sức có thể rồi đó. Chiều hết tóc ha. Tại vì mình là dân kỹ thuật. Nên là mình vẫn thích nhiều khi rảnh mà. Nên là mỗi ngày lại muốn làm cái gì đó cho nó mới. Bây giờ là tụi mình đang đi trên con đường Điện Biên Phủ, khúc Hàng Xanh. Hôm nay thì rất là nhiều những cái gọi là chỉ thị mới ra, chẳng hạn như là cho Grab chạy rồi. Đó, Tin đó là tin đó là tin vui nhất á mọi nhà người. nước cũng không có thể nào mà trợ cấp toàn bộ thực phẩm 100% cho các nơi được, nên là bây giờ bắt buộc là phải để hệ thống Grab vào chạy. Thứ nhất là Grab đã được đi ship ở những cái quận đỏ, quận mà mình đánh dấu đỏ, bị đánh dấu đỏ thì Grab đã được đi ship trở lại rồi. Tại vì thật sự những cái quận mà đánh dấu đỏ ở Sài Gòn mình là cũng khá là nhiều mọi người. Cho nên là nó đã gây tới cho tất cả chúng ta sự khó khăn. Tại vì kiểu như mọi người biết là những cái đường dây hotline gần như quá tải, và khi mà chúng ta gọi lên thì nó rối, nói chung là rối như canh hẹ, nói thẳng cánh là vậy, rất rối. Cho nên cái chuyện mà để cho rapper họ đi ship ở những cái quận đỏ là một cái quyết định khá là đúng đắn trong cái thời điểm này đó. Chứ như vừa rồi thì đúng là những cái lực lượng của chính quyền người ta không thể nào mà kham nổi hết á. Tại vì cái lực lượng mình nhìn mình cũng biết là quá mỏng so với cư dân của thành phố chúng ta. Cho nên là thôi, đó cũng là một trong những cái tin vui. Tin thứ hai là gì mọi người biết không? Là Pfizer sẽ được chích cho trẻ em độ tuổi từ 12 tới 17. Thì mình thấy cái tin này cũng khá là đáng mừng á. Tại vì xưa giờ thì mình cũng lo ngại cái chuyện trẻ em. Dạo này thì với cái chủng Delta thì trẻ em mắc mắc bệnh cũng khá là nhiều, mọi người biết rồi. Cho nên là khi mà tiến hành chích ngừa được cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi thì coi như là cũng là một cái tin mừng. Nói chung là mấy bạn mà coi cái hình ảnh trong xe thì không được chê tôi bụng bự như sao. Chê tôi bụng bự, mốt tôi giận, tôi cúp cái cam này á, là mấy bạn không có gặp được idol của mình đâu nha. Nói chung mình ngồi bình thường thì cũng không có Idol bự đâu nha. ý là idol đó. Không phải bên kia, mình ngồi bình thường cũng không bự đâu, nhưng mà ngồi trên xe mà chạy lâu ngày á, chạy lâu, thời gian lâu á mà ngồi gồng quá nó mệt. Nên mình hay ngồi mình xạ xuống vậy đó, nên là nhìn bụng nó bự Mình thấy đó. toàn toàn comment cho vụ micro không là ok rồi, hai em thân ok rồi chị ơi, Nói ok chung rồi, là hôm nay có nhiều đồ dồn sao vô mà trong chửi xe, mới. nếu mà mọi người mà nhìn cái xe mình sẽ thấy toàn là những cái thiết bị và dây điện. Chào Peter Nguyễn, chào anh Miên Trường, chào toàn thật thà. Sáng nay trời Sài Gòn buồn quá chị, có người bạn đó nó hẹn lên coi mà chưa thấy. Hôm qua Anh thì Josh Nguyễn á, chưa thấy. hôm qua thì chiều qua đã mưa rồi, mưa cực kỳ to, nên là mình cứ tưởng hôm nay trời Sài Gòn sẽ rất đẹp, nhưng mà không có ngờ là đến nay trời vẫn xám xịt. Thôi thông cảm đi, Ủa hôm qua có tháng ai dự báo rồi mà kêu là tháng 7 mà, sau đêm mưa ngày mai Sài Gòn lại mưa tiếp. sau tháng đây là tháng 7 mà Ngưu Lang đi gặp chức nữ mà thì phải khóc sụt sùi thôi. Năm nay khóc vậy là ít rồi đó, chắc nay là kiệt sức khóc không nổi. Thế nó là khoái truyền trên tivi lớn nhưng tiếng nhỏ, thôi xem điện thoại luôn vì tiếng điện thoại rõ hơn. Bây giờ Huế thử truyền qua tivi lớn đi Huế ơi. Sáng nay là micro rồi đầy đủ hết rồi, làm không thiếu món gì luôn á. Cam rồi đặt bàn Mr. Nói chung là ăn chơi có đầu tư mọi người. Chơi thôi mà làm quá luôn á. Tại giờ trường dân làm phim,
nên thiết bị có rất là nhiều. Thì nói chung nhu cầu ở đâu mình sử dụng đó thôi. Ban đầu thì hai đứa làm chơi, thì gắn cam lên đi lên quanh chơi. Rồi sau thì thấy chất lượng nó không được ổn thì mình từ nâng cấp từ từ lên. Ở nhà có gì xài đó. Nhưng mà nói thiệt, đồ mình mà nếu mà gắn lên xe này chắc là mịt mù luôn á. Bây giờ mà tụi mình đi làm phim thì có một cái team, có đạo diễn là mình, có quay phim, có kỹ thuật, có biên tập là chị Giao làm nội dung. Một team thì thường là 4-5 người. Nhưng mà bây giờ trong cái thời điểm dịch này á, là giãn cách xã hội mà, rồi anh em cũng phải đi làm việc khác, đâu có tụ tập lại để đi làm được, nên một mình là hình như là cân hết. Qua dịch này là tôi cho anh em thất nghiệp luôn nha. Tôi làm một mình tôi làm hết. Làm ngôi sao, làm một mình. Làm hết, cho ai làm gì hết mọi người. Kể cả làm dẫn chương trình luôn hả? Rồi, bây giờ là chuẩn bị thông chốt nha. Một cái chốt rất là to trên đường Nguyễn Bính Khiêm. Mình sẽ đi qua cái chốt này đi. Mỗi lần thông chốt là ối trời ơi đó. Đây, các bạn nhìn một cái chốt nha. Chốt này rất là to, gồm công an phường, công an giao thông, cảnh sát cơ động, rất là nhiều thứ. Đông, rất đông. Đang chương hình. Bây giờ mình khai báo chưa? Khai báo rồi, quét mã y tế rồi. Có cái mã à, dạ. À cái này hả? Đúng rồi. Anh hết hạn 3 ngày để anh lui vô anh khai. Bây giờ thôi anh quẹo sát vô đây nè. Rồi anh tự khai ha. Nha, rồi rồi. Mình một cái để mình quét. Ok ok ok. Sáng nay là phải quét mã y tế mà mã mình lại hết hạn 3 ngày. Mã y tế ha. Ừ để phải làm thôi. Mã y tế. Cái vụ di biến động đó, bắt đầu nữa rồi đó. Lại nữa hả? Ừ. Tại vì hôm nay họ bắt đầu họ cho chạy lại rồi. Rồi thôi trong giao thì nói chuyện với mọi người đi, mình sẽ khai báo mã y tế. Ủa, cái. Khai báo lấy cái đó thì sao nói. Nó có, này nè, quét cái này nè. À. Mọi người lại di biến động dân cư lại rồi. Rồi mọi người nói chuyện với đông giao đi nha. Biến động dân cư lại rồi mọi người. Rồi mình phải khai báo mã y tế. Sáng nay quên. Sáng nay nói để làm mà xong cuối cùng lại quên. Rồi xong quét một cái. Thuận theo tự nhiên đi anh chị, đừng có lóc ai nha. Lóc ai là lóc ai mọi người. Mấy anh chốt nói chuyện gắt quá. Không, cái này họ làm đúng mà bạn. Cái này thì ra là làm đúng á, tại vì bắt đầu cho những cái shipper người ta xuyên các quận đỏ đó mọi người. Thì bắt đầu sẽ phải khai lại cái buộc phải triển khai lại, mình nghĩ vậy. Nói chung là quy định thì mình chấp hành. Mời mọi người lên xe, mời mọi người lên xe. Giờ mình ngồi mình rao giống như là kiểu giống như là lơ xe hồi xưa rồi đó. Lên xe, lên xe. Đang không hiểu cái bạn Hoàng Nguyên nói gì nè. Thuận theo tự nhiên đi anh chị, đừng có lóc ai nha. À, lóc ai là lóc ai mọi người. Là sao bạn? Ý là đừng có lóc những người mà nói chuyện, những người vô cà khịa hả bạn? Thật ra ai cà khịa mình sẽ lóc, lo để sạch cái kênh thôi. Các bạn biết là những cái kênh mà xàm xí á, rồi sau này họ hồi tố, họ lôi lên là cũng phiền lắm ha. Mà tụi mình thì không thích chuyện đó. Thật ra là vậy, mình mà mình thoải mái, mình để từ đầu mình không có làm nó có một cái chuẩn nào đó nhất định từ đầu sẽ bị lộn xộn á, mọi người xem sẽ bị phiền á, tại vì có nhiều cái thành phần họ rất là kỳ, họ hết chửi gì nọ, họ chửi gì kia, cũng đâu có ai mà làm cho tâm trạng của người khác xuống một cách thoải mái như vậy được. Mình thích, bản thân mình không thích, cho nên là thường thường mình lựa những người bạn vui vẻ dễ thương, rồi nói chung là mọi người vô đây nói chuyện rồi thăm hỏi nhau hay là có gì đó tạo cho nhau một niềm vui nho nhỏ vậy đó. Ví dụ như là mình sẽ không, tụi mình thật ra đâu có ai gặp mặt ai bao giờ đúng không, nhưng mà qua cái mùa dịch này cái tự nhiên cái mình với anh Trường thành streamer bất đắc dĩ, rồi mọi người thì trở thành những người bạn. Rồi mỗi buổi sáng, như thí dụ như buổi sáng chủ nhật như vậy thì cái kiểu của chúng ta là
giống như đi uống cà phê gặp nhau để tán phét vậy á, tán phét vậy cho nó vui đó. Chứ ai mà rành dành ra thời gian vui vẻ như vậy cho những cái chuyện không đâu, mệt bỏ sườn. Anh Tô Đức chào Cindy hai bạn. Dạ chào anh Đức. Hôm nay là một ngày chủ nhật. Ơi, nó hơi hồng đó. Nó hơi bị đen. Trời hơi bị đen. Chị thương chú. Ồ, 54 người vào rồi. Khai cái này rất làm vòng, mệt lắm. Ủa khai này nhiều lắm hả? Trời ơi, cái form nó này, nó dài cả cây số đó. Nói hơi quá này nhưng mà chỉ thị 16 à? Nhưng mà nó bị lặp đi lặp lại á, nên là mình phải coi cho nó kỹ. Chứ không thôi thì chỉ thương chú. Này quay hôm qua hả anh chị, hôm nay chủ nhật rồi. Đang live stream mà bạn. Hôm nay chủ nhật mà. Đang live stream bình thường này, mình đang dừng lại để mình khai báo y tế. Tự vì cái khai báo y tế bị quá hạn rồi mà anh Cường quên khai báo. Thế là sáng hôm nay phải khai báo y tế lại. Vui tấp hú hú đến hẹn lại lên. Em lại đến cùng anh chị. Hai bé yêu sức khỏe một ngày tốt lành. Chị nghĩ em ở ngoài đời chứ em nghịch lắm đó nha. Tân Nguyễn Minh, hello anh chị, chào em. Vui tấp Long Trí ơi, bữa nay dậy trễ. Trí dậy vô từ đầu rồi em. Có em cũng dậy trễ thôi. Mọi người đã chạy vô từ đầu cơ. Tiếng ok rồi phải không Huế? Ủa, kêu mà chưa thấy Ngọc chưa ha? Trời ơi, còn biển số nữa. Đi kiếm cái biển số coi. Ai đây? Số xe à? Ừ. Trời ơi, dán không thiếu thứ gì. Nói chung là vậy đó. Cái mỗi lần bởi vậy cho nên mình là người mà biểu mình khai báo rồi biểu mình ngồi làm giấy làm tờ xù cả đầu lên á. Khai Cọc chào hai em, chắc nhỏ hơn anh 53 tuổi. Dạ dạ tụi em nhỏ hơn ạ. Hai em đi quay vậy mấy lần ha, ngày mấy lần ha, nước gì được đi một ngày hai em ở nhà riết muốn điên luôn. Trời ơi, em chia sẻ không, tâm trạng không, với anh không 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 thật không sự không chúng ta đã mắc phải một cái thời gian lockdown vô hạn định và hở tí là gia hạn quá dài làm cho chúng ta mệt mỏi. Thà là chúng ta bị lockdown mà nó có thời hạn nhất định đó mọi người, nó sẽ có cái gì đó để mình có thể vượt qua. Còn đằng này mình lại chẳng thấy cái ngày nào hết, hết cái thời gian này cái bị gia hạn thêm phút nữa xong rồi đâm ra chúng ta rất chi là hoang mang luôn á. Em rất là chia sẻ tâm trạng với anh luôn. Thôi anh sáng nay coi như pha ly cà phê đi anh, ngồi nói chuyện với tụi em cho vui. Rồi giờ tụi em sẽ ủa cái nhà bên Võ Thị Sáu là số bao nhiêu? Nhà gì anh? Nhà bên đường Võ Thị Sáu. Rồi giờ bên đường quận Trần Quốc Thảo nhà cũ á. 56 Trần Quốc Thảo. Bây giờ khai đại vô một cái chứ. Chứ bây giờ mình đi vòng vòng mà họ bắt hai chi tiết thì mình rất là khó. Yeah. Trời nhức đầu gì? Đi quay đường phố mà kêu quay điểm đến là sao quay? Đến là điểm gì? Khai báo y tế gì kìa? Ờ, bắt điểm đến, điểm đi từ lừa đó. Mà cái web đó, nó bị khùng dữ lắm. Nhập cà chen vậy đó. Rồi, khai báo y tế thành công. Thành công rồi nghe. Lưu. Rồi đi trình cái. Mình làm đúng rồi mình phải trình. Rồi sao? Tín hiệu đó thì sao đó? Không, không. Ở trong xe hết rồi. Rồi xong. Tín hiệu vẫn ngon lành đúng không? Đó. Anh khen là Giao nhìn bỡ mở khẩu trang. Nhìn không biết khen gì đâu. Mở khẩu trang nhìn khác quá. Đó, hôm nay là có cải tiến kỹ thuật xíu cho mấy bạn vui ha. Rồi giờ thôi cho coi đường nha. Ok, chuyển qua đường nha. Thấy máy tôi xịn sò không? Em thích xem lắm, giờ anh chị lâu lâu nhắc tên đường cho em theo dõi với. Thảo Thế Đức Vĩnh Long, ủa tên dài vậy em? Bây giờ đường hả? Bây giờ chị nhắc tên đường nha. Bây giờ chị đang quẹo qua Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ồ. Một. Chết rồi, hôm nay bày đặt để like full HD nữa. Một lát nó hết 3G để sập cái rầm. Thôi kệ đó, hôm nay nhưng thử nghiệm người, nha. Mọi người cũng quen với cái chuyện mà tụi mình hay té giữa live stream rồi ha.
tại vì nếu mà té giữa live stream thì mọi người cũng bỏ quá cho là mọi người out ra ngoài rồi vô lại thì tụi mình sẽ vào. Ê, ở trước vậy. Có một cái xe tiếp tế, bạn nó đang bận bộ đồ cấp 4, chắc là chuẩn bị đi vô cái vùng dịch. Trời ơi, nhưng mà đồ cấp 4 mà chân mang dép là thấy không xong rồi. Như vậy như không có đúng á. Mọi người biết sao không? Nếu mà khi mà mọi người đã bận cái bộ đồ bảo hộ, mọi người phải mình phải tôn trọng tất cả các chi tiết và các yêu cầu của cái bộ đồ đó đó, chứ không phải thấy khó chịu á xong rồi mình mang đôi dép đâu. Đồ cấp 4 mà mang đôi dép thì cũng không có ý nghĩa gì hết mọi người. Cho hỏi mọi người xem hình ảnh rõ không, khen mình cái cho mình vui coi. Hình ảnh rõ không ạ? Khen Trường cái cho Trường vui coi. Hình ra hình nó hơi chậm á, mình đã đi tới đây rồi mà thấy hình. Không thì bây giờ live stream nó cũng phải delay một phút chứ. Nên đâu có lên ào ào được. Trừ khi nào mà tôi ở nước ngoài. Tự dưng hôm nay dậy sớm ra đường online vui ghê hí hí bạn Ngọc Phạm. Đúng rồi bạn. Giờ chúng ta hãy ra đường ấy. Đó, bây giờ lại phải chuẩn bị mã cho công an quét. Làm niềm vui đi. Trời ơi, bây giờ cứ đi qua mỗi trạm là phải mỗi quét thôi. Rồi lỡ mà quét ra cái điểm kia là lại vặn vẹo mình không. Thì mình giải thích thôi chứ sao giờ. Á ừ, cái quét gì đâu á. Khổ tâm. Này. Cô thúc bà chị hôm nay chưa vô ta, không thấy. Sáng giờ chị có nhìn chị mà chị không thấy. Lại quét nè. Rồi qua nè. Ôi, cảm ơn. Không hả? Trời, bao nhiêu là thủ tục. Ôi, may quá, sáng nay mình vừa mới giải phóng cái điện thoại để... chứ không thôi mà giờ mà đang live stream mà kêu quét mã, không biết sao quét luôn á. Ừ. Ok. Ok, Đức Kinh Long. Ngày nào em cũng xem. Tại gia đình em ở Sài Gòn, không lên thăm được. Cảm ơn anh chị nhiều lắm, không có gì bạn. Nếu mà bạn cảm thấy coi livestream mà bạn cảm thấy cái gì đó vui vẻ một chút thôi á, thì tụi mình cũng cảm thấy là việc tụi mình làm cũng có ý nghĩa lắm rồi á. Thật ra nhiều khi nói chuyện với mấy bạn ở trên YouTube á, rồi xong rồi nhiều khi mấy bạn fan Facebook nói chuyện với mình á, cảm giác là việc của tụi mình cũng đem lại cho mấy bạn một số niềm vui nho nhỏ, giải tỏa được cái tâm lý. Thôi rồi. Tranh thủ Đông Giang rồi nói chuyện mấy bạn cho tôi vô trong một cái siêu thị tôi mua cà phê cho má tôi. Bà chỉ đạo tôi là ngày nay hết cà phê rồi, không có thì đừng về nha con. Đó. G7 nha, G7 ha. Hy vọng trong sáng sớm. Hôm qua họ hết. Rồi thôi ngồi nói chuyện với Đông Giang một phút đi nha. Rồi mình chạy vô mình làm một gói G7 mình ra liền thôi, không có mua gì dài dòng đâu. Rồi xong, tại mình đã mua được cà phê. Đây. Ngày thì có thể được con tranh thủ thì con nói chung mà tôi cũng sợ lãnh đạo bằng sợ má tôi ha, nên là bây giờ không có cà phê rồi. Rồi cà nè, rồi đi nào, rồi chở mấy bạn đi vòng, trong khi đó mình sẽ quay trên đường. Vui tất chính xác, không để anh em đừng hoang mang bạn. Chị nghĩ là cái khoảng thời gian này nó sẽ dài đó, chứ không phải là ngắn đâu, nhưng mà cái thông tin mà chính xác từng tháng thì chị chưa biết, chị chưa nắm được. Anh muốn đi khám mắt ở Điện Biên Phủ mà không dám đi, sợ bị phạt. Tại anh bị phù võng mạc do biến chứng tiểu đường. Bây giờ là đang có đi giấy. Trên con đường đâm thẳng vô Dinh Độc Lập đó. Có giấy chuyển viện hồi tháng 5 giờ không đi được. Anh ở Hóc Môn, đi dài quá sợ qua chốt không được. Tình trạng như thế nào anh? Anh bị phù võng mạc mắt mà anh có giấy chuyển viện tháng 5. Em nghĩ chắc bây giờ vậy nè. Trước tiên là anh nên liên lạc với bệnh viện mắt để họ tư vấn cái trường hợp của anh như thế nào. Và nếu như mà nó là trường hợp khẩn cấp cần phải đến bệnh viện thì sẽ có những cái bước như sau. Thứ nhất là anh phải đi xét nghiệm để có giấy trong 3 ngày, có thời hạn trong 3 ngày. Thứ hai là bệnh viện họ đồng ý họ tiếp nhận thì lúc đó anh đi sẽ được nha. Chứ còn bây giờ mà nói chung mình phải liên lạc cái đầu đến của mình đã, xem để họ check lại xem cái bệnh mình có cần phải cấp cứu hay là có cần phải chữa liền hay không. Rồi, phù võng mạc là phải chữa liền đó. Rồi, nên là rồi bây giờ anh làm những chuyện đó đi. Rồi nếu như trường hợp mà nó khẩn cấp thì
thì em sẽ có những cái chuyến xe, thì em sẽ liên lạc với một những cái chuyến xe để mà đưa anh đi. Để người ta nói giàu hai con mắt, khó hai bàn tay mà. Nên là bây giờ mình có bệnh mà cần kiếp thì mình phải chữa. Và thật sự là cộng đồng mạng họ sẽ luôn giúp đỡ. Nên là bây giờ anh đó, vì đầu tiên anh nên liên lạc với bệnh viện trước, khai báo tình trạng y tế của anh là như vậy, rồi có cần phải cấp cứu hay không, có cần phải chữa sớm hay không, rồi anh làm những cái thủ tục giống như em nói đi, rồi tụi em sẽ có một cái hướng để hướng anh giải quyết nha. Cô Tâm nói hơi lát đó anh chị. Lát là do đường truyền thôi à, tụi anh vẫn truyền bằng 3G. Toàn thật thà, hình bên ngoài không nét anh ơi. Hình bên ngoài không nét hả? Cái này anh chịu thua. Không phải đâu chị, nghĩ chắc cái sáng nay là do trời nó xấu lắm em. Trời nó bị xịt xuống á, bị sụ xuống vậy á. Cũng có thể do cái cam của anh á, là cam quay 4K đó, một cái cam quay phim á. Nên là khi mà nó chuyển qua cái hệ thống live này có thể là nó không nét. Vì cái độ phân giải nó lớn quá, nên khi nó giảm size xuống để nó ép vô á. Hoặc là mạng nó yếu nữa. Thôi mọi người cứ xem tạm thôi ha. Tôi rất ok, mì rõ. Tàn thật thà cứ mờ nhẹ. Mờ nhẹ à, hả? Ừ. À. Long trí chất lượng full HD nha. Vì bây sáng giờ... nay anh Trường quên Trường để full HD á mọi người. Đang lo vụ đó đó, tại full HD sợ nó hết 3G. Hai dung lượng á. Hết 3G. Nên là để mình lát nữa không? Hiền Nguyễn rõ rồi. Hình rõ người đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng quanh chỗ nhà thờ Đức Bà và đi vào con đường Đồng Khởi, con đường rợp cây của Sài Gòn. Tại vì mình đang bị ngược sáng á. Đang bị ngược sáng nên nó hơi đen á. Với lại ở ngoài thì hiện giờ thì trời cũng đang sấm xịt rồi bạn. Trời xấu lắm. Thật thà nhìn Sài Gòn thoáng quá anh chị. Thì cái chứ thoáng ơi là thoáng luôn á. Thoáng tới mức mà hoang mang luôn á mọi người. Hiền Nguyễn. Một ngày làm 20/24. Một của tôi nè. Tôi nghĩ hình ảnh Sài Gòn vắng thật. Hiền Nguyễn. Uống nước rồi là sao? Đây. Mời anh chị ăn sáng bún bò đó. Đó là tội lốc ác nghe, đó. Lốc nghe. Tội ác đây. Đó. Đây là con đường Đồng Khởi. Đi ngang cái thành cổ này. Đó các bạn thấy rất là đẹp ha. Rồi sẽ hơi chạy chậm chậm cho mấy bạn coi đi. Đây nhưng mà sáng nay trời Sài Gòn thực sự xấu xí ấy, mọi người. Nó bị đục á, không khí nó bị đục á, nó không có được trong trẻo. Bị đục bị mờ, thỉnh thoảng trên đường chỉ thấy xe tuần tra thôi. Xe tuần tra đông lắm đó, mấy bạn ơi. Thằng ngày hôm nay bữa mình off live stream sớm buổi tối á, nó cứ rớt hoài mình ghét. Cái lúc sau mà kéo dài là mọi người sẽ thấy xe tuần tra đông, đi đông thiệt là đông luôn á. Mà ngày hôm nay là lại thêm cái vụ quét mã nữa, cực lắm. Hôm nay thì khó khăn như vậy á, thực phẩm khó khăn như vậy đến giờ là đúng một tuần rồi. Nên là họ phải triển khai cái đội quân shipper ra thôi, chứ không thôi là sẽ không xuể mọi người. Không xuể đâu. Làm sao mà có thể mà vàng bao quát hết được như vậy. Sau khi mọi người biết là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia đã đi kiểm tra bất thình lình và gọi những cái hotline là không thể nào mà liên lạc được á. À, cho mình xem hình ảnh coi trong lúc chờ đợi. Đẹp má, hình đẹp má. Độ ở đây anh Tâm Giao đang xem là đẹp nè. Thì nó trễ hơn khoảng 2 phút. Chắc khoảng 2 phút, bây giờ mình đã tới ngã tư gần đến nhà hát thành phố rồi. Mà bây giờ thì nó mới tới kia thôi. Thôi cũng không sao, bạn Đông Giao sẽ cố gắng xem hết những cái comment của các bạn để không sao. Sáng nay là mình tưởng là mình phải đi qua mình làm tài xế rồi đó. Ai dè mình vẫn còn ngồi được, ngồi đọc comment. Trời nghe bún bò người chị xôn xao của Cường dã man quá à. Em cứ biết là giờ nghĩ tới tô bún bò là một niềm an ủi lớn lao không. Thì nghĩ hết nhiều đi mọi người, sao chả thấy ai chết hết vậy. Phụ Nghĩa Đặng, hai bạn đã được vaccine mũi nào chưa?
hiện giờ thì ở Sài Gòn đang triển khai chích mũi 2. Nên là mình thì các bạn nhìn thấy mình vận áo vàng vàng là hiểu rồi ha. Nên là mình đã chích đầy đủ 2 mũi rồi. Còn mình thì mới hoàn thành mũi thứ 2 cách đây một ngày thôi, mọi người biết rồi đó, mình cũng có nói đó. Nói thiệt nha, tụi mình cũng đó là theo cái triển khai của thành phố, chứ tụi mình cũng không có được trong cái dạng ưu tiên như mọi người nghĩ đâu. Một số báo khác thì họ đã được chích hồi tháng 3, tháng 4, nhưng mà riêng tụi mình thì mình chích hồi tháng 6 là đầu tiên, mà mình mới chích mũi 2 gần đây. Đó, thì có nghĩa là mình cũng nếu mà nói sớm hơn người thường thì cũng chút xíu thôi, chứ không nhiều. Còn mình thì chích đầu tháng 8, mình hoàn thành mũi 2 cuối tháng 8. Như vậy thì mình cũng chỉ trong cái diện của thôi. Nói chứ cái thời gian mà chưa chích thì mình cũng liều mạng lắm mấy bạn. Mà mình giờ mình nghĩ lại giai đoạn đó mình vẫn còn sợ. Ngày hôm qua đọc một cái bài, tại hôm nay thì bận quá, không muốn lên Facebook luôn. Mình không lên Facebook là có nhiều lý do lắm. Tại vì trên Facebook bây giờ nó sẽ bị chia ra làm hai cái luồng gọi là ý kiến á. Một cái luồng thì họ rất là cực đoan, vì họ ở trong nhà đến giờ là 3 tháng rồi, nên là họ có những cái suy nghĩ rất là khó khăn á, và họ dễ dàng quạo bỏ tất cả mọi thứ. Rồi một cái luồng suy nghĩ thứ hai là những người đi làm việc như mình á, thì luôn cố gắng nói về những cái điều tốt, thì họ lại bảo tụi mình là ca ngợi rồi cho qua chạm đó rồi nói chuyện sau. Tụi mình thì chả ca ngợi gì đâu, nhưng mà có cái gì thì nói cái đó đúng thôi. Bên đây mọi người thấy không? Có một anh đang quét mã QR thấy không? Anh đậu gần xe mình quá nên nó hú. Anh đứng đó, xong rồi anh đứng gần cái xe của mình ré lên thì đứng ngay cái đầu chứ. Xe tụi mình nó kêu ván trời cũng dịu. Đây, quét mã. Anh chị em... bữa nay anh. Hả? Mới vừa khai sáng nay luôn. Anh chị em cũng tiếng hồng bao. Bao luôn. Tụi tôi cần quốc thổ không? Nói đúng là tụi anh đi làm phim á, nên là giờ anh khai có điểm để anh em có cái căn cứ. Rồi anh cảm ơn. Phải nói thật thà để hiểu nhau. Tại đây cũng là một cái bất cập của app. Hồi nãy mình nói chuyện với bạn công an thì bạn nói là anh khai chung thì vậy đi. Nó không, bây giờ trên app nó không cho anh khai chung. Nó bắt anh phải có điểm cứng. Đó, thì bây giờ anh làm sao? Trời anh này anh đậu sát đi cho mình đi chứ. Thôi kệ đi, không sao đâu, không sao đâu, từ từ cũng được. Quốc Cường, có bạn hàng xóm mình bán online, trời ơi còn gì bằng mọi người. Bây giờ ở gần hàng xóm mà khéo tay mà làm nấu đồ ăn ngon á, cũng là một hạnh phúc á. Nói chung là thêm cái vụ khai báo này thì... Mà hơi rối nữa đó. Thì lại khổ cho, sáng mai sẽ là một cái sáng rất là loạn cho các bạn xem. Các xe nó sẽ dồn lại. Dự đoán với mọi người là sáng tại mai, vì ngày mai á. Ngày mai là thứ nhất là shipper họ được đi. Mà ngày mai bắt đầu họ hoạt động thì các ban ngành, các đối tượng cũng được mở rộng, cũng được hoạt động. Nên nếu mà tình hình như vậy thì ngày mai sẽ rất là ùn ứ các loại xe đó. Không đùa đâu. Ôi. Ngày mai là rần đó. Chưa biết giải quyết như thế nào đây. Chúc Long Trí nói hôm qua anh chị không phải bị vaccine không? Mà anh chị một người vaccine luôn đúng không? Nếu vậy anh chị quá ghê lắm, chị không quá ghê. Có chị thôi, anh Trường chích, anh Trường chích hôm hình như 15 tháng 8 à. Còn có chị thôi. Bây giờ là đường Hàm Nghi nha các bạn. Bây giờ sẽ chúng ta đang đi qua đường Hàm Nghi. Hàm Nghi chứ không phải Hàm Hương đâu nha. Nghe Hàm Hương sợ quá thôi. Cái má Hàm Hương nó đi đâu cũng thấy má trên mạng á. Hải Hùng. Bây giờ là cả gia đình Hàm Hương là đã thống trị mạng rồi. Hàm Hương rồi chồng quá. Hàm Hương rồi dì Hàm Hương. Bà ngoại Hàm Hương. Tất cả đều là Hàm Hương. Bây giờ ở cuối đường này là một cái trạm xe bus. Đó, trạm xe bus rồi nó có một cái công trình metro, nhà ga Bến Thành nữa. Thì không biết bây giờ còn hoạt động được hay không nữa.
Thì nếu mà phải bảo đảm cái cung đường gì hai điểm đến một đường đi hoặc ba tại chỗ thì sẽ được hoạt động. Còn nếu mà họ không có bảo đảm được an toàn cho công nhân thì họ phải dừng. Nên là mình cũng chưa biết là metro có còn hoạt động hay không. Toàn thật thà ok anh nè, chứ bình thường lên clip nét căng mà. Đúng rồi em. Đây, chợ Bến Thành. Diền Vũ, hello from USA. Dạ, chào anh. Chào anh, biết chào anh hay chào bạn thôi, chào anh, chào bạn, rồi ok. Chào anh bạn. Ok rồi anh chị ơi, khu tức nhà thờ Đức Bà sửa cũng mấy năm rồi mà chưa thấy xong. Ồ, chị thấy lâu quá. Tại vì sửa chữa này nó vật tư rồi xây dựng này kia đó là phải chở từ nước ngoài sang. Rồi phải còn phải tiền nữa mấy bạn. Đó. Rồi nhà thờ với chùa mà xây dựng là hoặc là sửa chữa sẽ khó có biết cái ngày hoàn thành đó. Tại vì tiền đến đâu họ làm đến đó. Người dân, giáo dân họ góp tới đâu rồi bên nước ngoài tài trợ như thế nào rồi mạnh thường quân tài trợ như thế nào thì họ làm tới đó. Toàn thật thà em hiểu cảm giác mặc áo phản quang mà không cài được áo của anh. Thôi ngày mai á anh thôi. Trước mặt các bạn đây là New World nha. Toàn thật thà vậy là chị nghĩ là em cũng chippy man đúng không? Nói chung là tụi anh không bận cũng được. Nhưng mà tụi anh muốn đầy đủ những cái trang bị á, để anh chi? Để hạn chế phải họ tiếp xúc nhiều nhất ha. Thì, hạn chế tiếp xúc mọi người chứ. Dĩ như Giao cũng không bao giờ mà khoái bận cái thời trang dễ sợ. Mình vừa về cái chỗ nhà mình ở mà Lễ Tân An Ninh súng ra lăng ra cười ngặt nghẽo vậy đó. Cái nhìn mình tưởng lộn. Tưởng lộn là nhân viên ngành khác. Giống như chị đêm đó, chị lao công đêm đông quét rác vậy. Chị Nguyễn bị không khả năng. Ủa em cho chị cái dấu đi, Huy chị mặc không dấu á, chị ngồi mò mò. Rồi bây giờ là ngã sát Phù Đổng nha. Đây là tượng Phù Đổng Thiên Vương. À nên tắt màn hình đi để thấy đường sát, tức là đừng có hình trong hình nữa đó. À ok tùy thôi. Anh luôn rồi. Dễ mà. Dễ rồi. Tại vì sợ nhiều khi cứ thấy xe nó chạy chạy mà không thấy người thì tưởng ma nó chạy. Đó, thấy đường sát chưa, vừa lòng chưa? Tượng ở này các bạn nhìn ngay chỗ cái chân của con ngựa nha. Hồi xưa là ngựa này nó bị rụng hết chân á. Xong rồi cuối cùng là cũng phải phục chế lại một thời gian thì giờ mới đủ chân quá lại. Đơ quá hả? Đơ quá hay là dơ quá? Không có dấu chị không hiểu. Em tiêm được 2 mũi rồi. Rồi thôi chúc mừng em. Nếu mà hoàn thành được cái mũi, chích được 2 mũi vaccine thì chúng ta lại gọi là tiếp sức cho cộng đồng, tạo ra cái miễn dịch cộng đồng khỏe mạnh, hy vọng là sẽ chặn được cái làn sóng lần này. Đây là đi đến khu vực của Tao Đàn, bên phải mình là sân khấu trống đồng á, còn bên trái của mình là chỗ công đoàn á, một con cái bán cơm rất là nổi tiếng. Trời ơi, Trí mới order được một sườn bì chả, mời hai anh chị nha. Chắc từ mặt nhau á, chúng ta nên từ mặt nhau. Giờ buổi sáng có những người không ăn gì rồi người thì nói ăn. Anh chưa ăn gì luôn á nha Trí. Bún bò à, người cơm tấm sườn bì chả. Sáng giờ là anh chưa ăn gì luôn á. Đây là toàn là những con người không ăn uống gì lao ra đường thôi đó. Thì Nguyễn đó là bao anh chị cho hủ tiếu đặc biệt luôn 60.000. Ủa sao xịn vậy em? Giàu vậy. Dung vợ em thiết nghĩ cả thành phố ăn một combo như nhau. Nhà có người già với trẻ em điều chỉnh thêm chút cho dễ, chứ shipper cũng chưa chắc chịu nổi combo mọi người đó em biết không. Cái yêu cầu của mỗi gia đình là gọi là thiên hình vạn trạng luôn á. Mà bây giờ nó nói chung là bây giờ nó đã thấy rõ những cái sự bất cập á nhiều lắm. Cho nên là người ta cũng lúng túng á, kiểu như thấy ở đâu thì chữa. Nói chung mình cảm giác mình hiểu được đó là đang lúng túng. Tại vì họ nghĩ là phong cứng 15 ngày như vậy để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng
Thì trên nguyên tắc là đúng, nhưng mà trên thực tế nó khó lắm. Rồi ôi, 15 ngày bây giờ mới có 1 tuần à, là mọi người hết thực phẩm, hết thức ăn, hết tùm lum. Bản thân của mình á, nói thiệt á, mình cũng tranh thủ những lúc đi công tác á, rồi đi ngang qua được cái chỗ nào họ còn bán chút xíu gì thì mình mua chút xíu đó cho người nhà. Chứ mình cũng không biết ông tổ trưởng nhà mình là ai nữa. Dạ. Có những cái để mà đăng ký mua thực phẩm. Đội này đội gì vậy ta? Thì cũng mấy bận đồ nhờ à mấy em mà mấy em mà thực tập sinh á, thực tập sinh ngành y á, bận đồ vậy chắc là được vô tăng cường á. Nhưng mà nói thiệt á, cái xe bán tải đó mà đứng kiểu đó là không an toàn đâu. Ừ, đứng nhiều lần đứng mình sợ. Nhiều lần mình muốn nhắc á nhưng mà không biết nhắc làm sao. Tại cái xe bán tải không có chỗ nào bấu víu đó mà mấy bạn chạy cũng sát thủ lắm. Nhưng mà cũng may là đường vắng nên là sẽ không có thắng gấp bạn hay là không? Nếu mà cả thành phố ăn một combo với nhau nhiều khi cũng khó lắm. Tại vì bạn thấy ví dụ như cơ thể mỗi người mỗi khác, cái chế độ dinh dưỡng của người ta khác. Nếu mà combo với nhau, những người họ không thể sử dụng được cái thực phẩm đó, đâm ra nó cũng lại phí, lại đổ. Hồi xưa thì mình chả mấy bận tâm về cái chuyện mà thực phẩm nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ mình thấy mỗi thứ mà nó bị hư á, tự nhiên mình cũng thấy xót đó. Nhiều khi bây giờ nói với bạn giống vậy đi ha. Hôm rồi mình mua rau thì có người á, mình nói ở trên cái chỗ đó họ chỉ bán có rau cải thôi và rau mồng tơi với cải thìa. Có nhiều người nói không, tôi thích ăn rau muống. Có người nói tôi ăn cần ô, có người tôi thích ăn rau dền. Cuối cùng là gì? Mình đặt mua combo ha. Thì mua combo thì có 5-6 loại rau trong đó. Thì có nghĩa là 5-6 loại rau thì có người lại nói không, tôi không ăn rau này, tôi ăn rau kia, thì nó cũng mệt lắm. Thì người nên là 9 người 10 ý nên là trong cái lúc này á, mọi người nên cố gắng đơn giản hóa, đơn giản một chút, đẩy cái cuộc sống của mình xuống cái mức đơn giản đi. Ok, cái gì cũng được, như mình không ai khó tính như mình hết mà mình cũng chơi luôn. Giờ ok, cái gì cũng được. Cá rau muống đúng không, là mình ngồi nâng niu từng cái lá rất là ghê luôn á. Đây rồi xong rồi nâng niu các bạn nhìn nha. Hai cái xe máy trên chở hai cái thùng vuông đó, các bạn đoán là thùng gì không? Hai thùng đó là hai cái máy chở thở đó. Tại vì mình đã từng chở cái máy đó đi rồi nên mình biết đó. Nên là hôm nay chủ nhật thì ngoài đường cũng khá là đông, tại vì đây là con đường chính nên là mọi người phải dồn vô đi con đường này. Trời ơi Hưng ơi, em vô trễ quá Hưng ơi. Chị đã gọi tên em từ đầu livestream cơ. Nghĩa là hôm nay em bị dậy trễ đúng không? Đây nhìn mặt chị cái đi. Dạ. À, thấy hôm nay máy của anh xịn không? Thích nhìn mặt kịch. Cái này ngầu lắm. Sáng hôm nay Hưng đã làm gì mà Hưng dậy trễ như vậy? À tối qua đã làm gì mà phải dậy trễ như vậy? Chị tưởng là sáng là Hưng vô đầu luôn với Trí rồi chứ. Trời ơi bên phải là... Nghe Long Trí chơi vậy không đẹp nha. Tôi đang ăn cơm nguội nha. Đừng chơi kiểu ấy có người chết đó. Chị cũng sắp chết đây nè em. Nghe tra tấn kiểu đó sao ai sống cho nổi. Đây là ngã 6, vùng bên ngã 6 Dân Chủ, ngay chỗ trường Lê Lợi á, góc cách mạng 8 với đường 3 tháng 2. Đường vắng như đường ma. Ừ vắng lắm, Sài Gòn khá là vắng lắm mọi người. Ủy ban nhân dân thành phố đã gửi cho nhau một tin nhắn bằng văn bản. Rồi Hà nói xịn sò anh chị. Trời ơi, làm dữ dằn lắm Hưng. Làm lố lắm, nhiều khi chị cũng thấy lố. Là thôi kệ đi, chơi tới luôn, chị khô máu luôn đi. Vấn đề là thì đang sợ hết 3G thôi. Nếu mà mọi người thấy té cái rầm á là hết 3G nghe. Tại em trường quên tường để full HD á, mà nó sẽ hết 3G á. Rồi, đây là đường 3 tháng 2. Nói chung ngày hôm nay là ngày chủ nhật á, thì lực lượng chức năng họ cũng nhẹ hơn một phần. Rồi cái lượng người ra đường họ cũng ít. Ai có công có việc gì đó hoặc là đi chợ đi búa gì đó thì họ sẽ đi thôi, còn cái lực lượng mà đi làm thì sẽ không. Nhưng ngày mai tháng thứ hai sẽ là cái tháng cực kỳ căng thẳng nha mấy bạn. Và lý do tại sao, lý do là cái quét mã QR di biến động dân cư á họ đã triển khai lại nha. Nên là mình nói với các bạn là sáng mai bạn nào mà có việc phải ra đường thì nên quét mã trước, ở đây khai báo để có mã trước. Và để đi qua trạm thì chỉ cần giơ điện thoại ra để anh công an ảnh kiểm tra một cái rồi anh sẽ cho đi. Nếu những người trong gia đình mình mà người lớn tuổi không có xài smartphone á thì mình khuyên là nên có không có khai hộ.
rồi các bạn sẽ khai hộ cho mấy các bạn chụp cái mã đó hoặc là làm một cái gì đó miễn sao mà có để trình ra cho công an. Thường thấy bữa giờ mình thấy shipper cũng lẹ lắm, họ làm họ in ra tờ giấy đúng không, họ dí ra. Họ in ra giấy họ dán luôn lên trên xe. Mình cũng đang tính mà giờ nhà không có máy in. Không có máy in thì cũng không làm gì được. Văn Minh nói 6 tháng 9 tới đây thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thêm 10.000 chú bộ đội vui giúp chống dịch. Bây giờ thật sự theo mình nghĩ á, giống như mấy hôm mình đi làm xong mình thấy có những cái bất cập là bộ đội vào trong thành phố á, nó có nó đường, lại có cái khó là không quen đường. Bây giờ mỗi một chú bộ đội lại kè thêm một địa phương để đưa đi. Như vậy thì nó cũng tốn nhân lực và nó cũng tốn nhiều thứ đó. Mà bây giờ 10.000 chú bộ đội vô là lại cũng phải là lo nơi ăn chốn ở cho 10.000 đó. Cũng là một cái điều cũng hắc não lắm nha mấy bạn. Nhìn vậy thôi mọi người, nhưng mà bây giờ là phải dính liếu thêm tới cái lực lượng tại chỗ đó, ví dụ 10.000 người bộ đội mà thì ít nhất là phải có 5.000 người hỗ trợ. Phải có 5.000 người hỗ trợ 10.000 đó, mọi người có hình dung không? Thì cái áp lực về mặt công việc nó sẽ đè nặng thêm lên những người lực lượng ở địa phương đó, họ phải kiêm thêm nhiều thứ lắm. Nên mà cái mình vẫn cho là cần nó là gì các bạn biết không? Là vaccine. Bây giờ chỉ có vaccine nó mới giải tỏa được cái tình trạng này, chứ còn bây giờ bao nhiêu người đổ vô cũng khó. Khổ lắm. Tổng số ca nhiễm ở Việt Nam bây giờ mình đã tới ngay chỗ Viện Hoa Đạo Việt Nam Quốc Tự. Thôi mình quẹo qua phía Ngô Gia Tự đi ha. Ông Trí Hi Hi hàng xóm bán nó Trí em biết ở gần hàng xóm ghê, em chọn hàng xóm xịn thiệt. Tổng số ca tử vong là 10.405 ca. Có nguồn chính thức không bạn? Thì chắc là bạn này sẽ xem ở những cái trang của Bộ Y tế. Con số này thì thường là trang web của Bộ Y tế. Nhưng mà bạn nên cập nhật cái trang của thành phố Hồ Chí Minh á. Tại vì cái trang của thành phố Hồ Chí Minh sẽ sát cái con số hơn. Trang của Bộ Y tế thì sẽ cập nhật sau hay sao á. Mình nhớ là nó bị sau một chút. Em cũng chích xong 2 mũi nè anh chị. Nói chung là cái chuyện mà bây giờ một mũi là bình thường rồi, còn 2 mũi cũng không phải là hiếm hoi nữa. Nhưng mà mọi người biết sao, một mũi thì đã là mình đã có cái cơ hội bảo vệ lên tới mấy chục 70-80% mà nó thật là như vậy á. Cho nên là nếu mà mấy bạn mới hoàn thành mũi một, mấy bạn cũng đừng có quá lo lắng. Tại vì khi mà mình có một mũi vaccine rồi á, thì nó đã giảm cái cơ hội mà mình bị chuyển biến nặng á, giảm cơ hội cho bọn chủng Delta nó vật mình á, là cũng khá đó. Nó hỗ trợ cho mình cũng khá rồi đó. Bây giờ đi ngang qua vùng Binh Ngõ 7 rồi, bây giờ đi xuống đường Ngô Gia Tự. Mình vẫn phi ra đường, mình vẫn làm bình thường vậy đó. Rồi mình chỉ kỹ lưỡng hơn cho bản thân. Con đường này đẹp quá. Không biết sáng Chủ nhật này có bạn nào là người công giáo, người bên đạo không ta? Nếu mà các bạn mà có thì mình sẽ dừng ở nhà thờ Ngã Sáu một chút ha, cho các bạn ngắm nhà thờ, hoặc là các bạn có thể cầu nguyện online. Chứ giờ đâu có đến nhà thờ, đâu có đến chùa được. Tân Hà đúng kiểu rượt dịch luôn chị ơi, ra bao nhiêu biện pháp cũng chỉ được vài ngày là lại loạn như trước. Đúng em, mình bị đúng túng á, mình cứ toàn đi phi sâu mà mình chưa bao giờ mình chặn ngang cái đầu nó được hết. Chỉ là mình không thể nào đưa ra những cái dự đoán và mình chặn trước hết. Mình là toàn là xảy ra xong rồi mình phải, bây giờ mình phải buồn mình chạy theo vậy á. Mình cứ toàn buộc chạy theo, chạy theo. Đây là một con đường rất là đẹp, con đường nhà cũ của mình. Thôi dừng đèn đỏ đi, ngắm đường chút đi. Trong thời gian đó mình sẽ check lại cái 3G của mình còn được là bao nhiêu. Tổng số ca được chữa khỏi là 200.000. Ông Trí, nhưng ông nói ra là tôi chết. Bởi vậy giờ tra tấn nhau online bằng cách là mấy bạn biết gì không? Úp đồ ăn. Đêm khuya úp đồ ăn. Sáng quất ly cà phê lên Facebook. Thì Nguyễn, metro xây lâu thế. Rồi metro. Metro thì bữa nào mình sẽ, nào sẽ đưa một thánh metro lên, thánh ngồi metro nói chuyện với các bạn. Mọi người.
mình sẽ lôi Thánh lên metro lên. Các bạn mà muốn biết tình hình metro gọi là chính xác nhất và sớm nhất nha, và gọi là chuẩn luôn á, là sẽ gặp, và các bạn hãy qua cái kênh là Chuyển động 24, Chuyển động Sài Gòn, Chuyển động Sài Gòn chứ, Chuyển động Sài Gòn. Của một người bạn của mình làm, thì bạn này chuyên về metro, nên là tất cả những cái thông tin gì mà mới nhất về metro là bạn nắm hết. Và chính xác nha. Đó, mọi người. Và những cái có nghĩa là bạn hay chỗ là bạn có thể xâm nhập được vào trong công trình metro luôn. Và bạn muốn coi ở dưới lòng đất đang diễn ra cái gì, metro đang làm cái gì và đã tiến hành được bao nhiêu. Đó, bạn muốn coi những thông tin chính thống và những cái thông tin mà gọi là chuẩn xác nhất và những cái hình ảnh mới nhất thì mấy bạn theo dõi cái kênh Sài Gòn Chuyển động, hay Chuyển động Sài Gòn đó. Sài Gòn Chuyển động thì bạn này nếu mà muốn coi metro ha. Hồi trước mình cũng làm metro mà mình thích. Nói chung là mình không có thích metro. Nói chung mình không thích cái mảng mình xây dựng á, nên là trên cái kênh của trường cũng có một ít phim metro, nhưng mà cái kiểu mà không thích nên mình không có chăm chút cho nó. Còn bạn cho kia thì một ngày anh chị làm mấy tiếng rồi tùy hứng rồi em ơi, tụi chị cứ đi trên đường vậy, khi nào hứng chí lên thì làm vậy thôi. Tại ngoài cái chuyện mà livestream chơi cho mọi người xem đường phố thì công việc của anh Trường khác, công việc của mình cũng khác, cho nên là không phải là cái chuyện đi vòng livestream này thờ, là chuyện chính đây. Đâu Ngã 6. Bạn ơi, cái này mình đang làm công việc của mình á, thì tranh thủ quay thêm một cái cam rồi bắn lên mạng cho mấy bạn xem cho đỡ nhớ đường phố thôi, chứ mình không phải là streamer. Streamer đâu, chết cái hoàn cảnh đưa đẩy mọi người. Rồi, tính đi nhà thờ Ngã 6 cho mọi người ngắm nhà thờ chút xíu mà. Đã răng dây rồi. Rồi, bây giờ hơi qua trạm nè. Di biến động dân cư nè. À, quên đó, bây giờ là chìa điện thoại ra chứ không phải điện là chìa điện thoại. Sao mai hỏi hang chìa điện thoại đây mã anh mới vừa khai sáng nay rồi, còn không kính rồi lên cho nó anh kiểm tra nha. Rồi, ok. Này rất là nhanh nhẹn, cái bạn kiểm tra nó tập để nhìn nhanh. Mới vừa khai sáng nay. Rồi Nguyễn Văn Trường á anh? Dạ đúng. Dạ em mời anh qua, cảm ơn. Cảm ơn. Thấy chưa, một bạn rất là lịch sự nhẹ nhàng. Có nghĩa là bạn đầu tiên thì sẽ kiểm tra coi tụi mình có mã chưa. Nếu chưa có mã thì sẽ nhắc cho tụi mình khai. Và nếu như mình đã có mã rồi thì sẽ mời mình qua bên cạnh bạn thứ hai, bạn sẽ quét mã. Rồi bạn đọc cái bóp ra tên tôi luôn. Nha. Đây đây. Hai cảnh sát giao thông vừa mới thấy hai bạn đi lang bang nên là đã mời vào. Nhưng mà thôi, chắc họ kiểm tra thấy ok, họ đã cho đi rồi. Sao tự nhiên họ nhắc đi vô, không nói nhăn gì vậy ta? Thì chắc họ đi chợ, họ có phiếu hay có gì đó. Nói chung bây giờ khó lắm, không biết thương đâu mà. Rồi bây giờ các bạn nào muốn ngắm nhà thờ chút xíu không? Thì mình sẽ dừng lại ở nhà thờ một xíu, 1-2 phút. Thà này, cho lên góc trên bên phải cũng được á chị, nhìn không vướng đâu. Cho nó nhỏ lại chút cũng được chị. Nói chung là 9 người 10 ý em, với lại anh thì anh thì đang ngắm nhà thờ đi mà. Anh đang chạy xe. Anh đang chạy xe nên anh không có thể nào điều chỉnh cam liên tục á. Đó là anh chỉ có thể fix nó lại ở đó thôi. Để mình kiếm một cái góc nào đẹp đẹp á, mình chỉ cái máy vô cho các bạn ngắm nhà thờ một xíu. Đường ở trên thì đã bị rào rồi. Bị rào, nhà thờ bị rào nè. Nhà thờ đã không đi vào được rồi. U tức nói là yêu cầu block long long ký nhiều lắm, làm hoang mang cơ bụng của em anh em lắm. Nãy giờ chị đã bị mọi người tra tấn, hết sức là buồn luôn. Đó. Lên đường 151 người rồi hả? Rồi mình dừng đây chút xíu đi, cho mấy bạn nào ở bên công giáo á. Có thể ngắm cái ngôi nhà thờ này chút xíu cho sáng chủ nhật mà, đúng không? Để mọi người lắng lòng lại chút xíu. Trong thời gian đó thì mình đi nạp 3G. Thì nghĩ lên hình anh chị đi.
Thi thoảng thôi. Đây hình đúng không? Biết trong biết nha. Đó. Để mọi người ngắm nhà thờ một cách trọn vẹn đi chứ nó mất góc. Thôi. À, dừng một phút ha. Cho mấy bạn ngắm nhà thờ trong thời gian đó mình làm chuyện khác. Hưng Hà, hôm qua hôm kia em coi cái clip nhóm sinh viên y tế Bạch Mai ngồi đội mưa sau xe tải của đội lúc tối. Thấy thương cái bạn nữ đó ghê, chị cũng có coi á, dễ thương thiệt. Có những mình thấy những cái hình ảnh, mấy bạn thấy không, tại sao mà mình có thể cảm động vì những cái hình ảnh như vậy? Nó là những cái hình ảnh nó thật. Thật ra cái gì nó thật á, nó dễ, rất là dễ chạm tới tim của mình. Chứ còn nếu như mà dàn dựng một cái cảnh ngồi xa rồi canh máy chụp cho nó đẹp thì nó đẹp á, nhưng mà mình nghĩ nó giả trân, nhìn ai cũng thấy. Cho nên những cái khoảnh khắc mà nó xuất phát thực sự từ cái một cái sự thật và từ cái ngẫu nhiên tình cờ, luôn luôn nó có cái giá trị. Giao nghĩ là mọi người thích coi live stream này cũng là một phần như vậy á. Chúng ta sẽ gặp những cái tình huống bất tình lình khi mà chúng ta đi trên đường, cũng như là chúng ta sẽ không có đoán trước được cái con đường chúng ta đi, và những cái tình huống nó diễn ra mình cũng không dự đoán trước được. Thì chính nó là một cái yếu tố chính để làm cho mọi người cảm thấy là có thể giữ chân mọi người xem á. Với thật sự là vậy này, hiện giờ mình bị nhiều việc quá nên là mình không thể nào khi mà live stream xong quay phim xong rồi về dựng lại cho các bạn xem. Cũng muốn dựng lại thì nó sẽ đẹp hơn rồi nó thực hơn á, nhưng mà mình bị nhiều việc vậy nè, không có thời gian để làm, nên là thôi mình mới chuyển qua mình làm live vậy nè để cho các bạn thấy. Rồi, bây giờ đi ha. Bây giờ tiếp tục là hành trình nha. Trả cam lại ha. Bình thường mình gắn máy, mình điều khiển từ lưu xe á, nhưng mà hôm nay không có làm được. Hôm nay là phải điều chỉnh bằng tay thôi. Ok, qua chút xíu nữa. Tâm trí cơm xà bị chưởng mà bảo đơn giản à. Thật á, có những điều đơn giản bây giờ mới làm nhói tim á mọi người. Con đường này rất là đẹp, luôn thiện cảm với con đường này. Rồi, thôi mình lên đường nè. Dạ, hôm qua coi đá banh khuya với lại mưa nên trời lại lạnh ngủ mút mùa luôn. Công nhận hôm qua mưa quá, sấm chớp liên hồi, nhìn sợ thật sự luôn. Con đường này là con đường Hồng Bàng. Thì con đường này sẽ đi ngang qua trường học và bệnh viện rất là nhiều. Bây giờ trước mặt các bạn là cái ngã tư Ngô Quyền á. Thì đây là cái bệnh viện truyền máu huyết học. Đèn xanh là anh dừng là gì? À, nhầm. Đó, mọi người thấy không? Đèn xanh là anh Trương sẽ dừng rất trân trọng. Đây là trung tâm truyền máu huyết học nha. Rồi kế bên là bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Phụ Sản. Bên trái là Đại học Y Dược. Sẽ rất là nhiều bệnh viện tập trung ở con đường này. Sau lưng mình chỉ cứu thương để mình nhường cho họ qua thôi. Hôm trước đi ngang bệnh viện Từ Dũ thấy mỗi ông bố ôm gốc cây, trời ơi, thấy thương quá. Hoàn cảnh hết sức. Nè, nói đã. Cái đây cái chị nhớ cái nè, đồng... các bạn nhìn nè. Long Trí. Đây nè, một hàng cứu thương nha. Đây là những cái xe mà các nơi họ về họ hỗ trợ cho bệnh viện á. Hôm trước mình cũng có đưa một cái đoạn clip cho các bạn xem đó, là thầy Minh Phú hả? Thầy cũng đi vận động được 6 chiếc cứu thương. Rồi một chiếc tặng Chợ Rẫy, một chiếc tặng Bệnh viện Bình Dân, rồi nói chung tặng hết 5 chiếc á. Mà một chiếc cũng hơn tỷ á nha. Tiền tới đây mới nói nè. Nó đây nè. Đó, tỷ. Invesco. À, đó. Invesco. Tại vì các bạn nhìn xe á. Xe nó xịn lắm mọi người, có phòng áp lực âm ở trong á. Các bạn nhìn á, xe của bên hội thầy Minh Phú rất là dễ, có cái logo hoa sen. Đó. Nên là nó đi ngang qua mình nhìn thấy, thì chiếc xe đó là một chiếc xe cũng rất là hiện đại. Ngoài cái hệ thống cấp cứu bệnh nhân thì lại có thêm cái phòng áp lực âm. Mọi người nhìn đây, trước mặt của chúng ta là khá là đông người. Rồi, bệnh viện Bình Dân. Ở bệnh viện Hùng Vương. Nhìn thử. Ôi, không biết sao mà à thì chắc cũng là nhìn. Mấy ông bố quốc dân thôi hả? Rồi, nhìn cái cảnh kìa mọi người. Quá đông. Hậu quả của mùa dịch trước nha. Đó là gọi là nhân quả chứ không được là gọi là hậu quả. Phạm Sài Gòn Hồng Ngọc Biển Đông, ok. Vâng, chính
chính xác là như vậy. Bây giờ Hồng Ngọc Viễn Đông đang buồn ngủ, đang lăn quay đang ngủ anh ơi. Cái ngủ này là cái ngủ của cái người mà gọi là bị đang bị bệnh á, chứ không phải là mệt quá ngủ á. Cái này là đuối quá nó ngủ, ngủ vui, ngủ qua cơn mê. Bỏ mai khai báo rồi in mã quét ra giấy chắc là nơi đúng rồi. Vấn đề là giờ anh không có máy in, anh không có máy in nên là anh cũng không biết làm sao. Thôi mà thôi kệ, mình cũng ngày mai anh còn tính đi xe máy. Đi xe máy với bạn mới cảnh đi cái thực tế của Sài Gòn. Tới ngày 7-9 mình đi ra ngoài được chưa anh chị? Chị này không nói được. Chưa quá mọi người ơi. Thì các bạn cứ nhìn cái số ca nhiễm á, càng ngày nó càng nhiều. Thì bây giờ họ đang tính là số ca nhiễm khoảng 3,5% trên tổng số cái mẫu test. Thì bạn nghĩ nếu mà Sài Gòn 10 triệu người mà đi test thì 3,5% nó là bao nhiêu? Hôm nay là hình như là 40 mấy ngàn rồi. Ủa, phải nhiều lắm. Sáng nay có đọc. Sáng nay mình có đọc mà phải nói là khủng khiếp á, con số cũng nói chung là nhiều á. Con thì, số là gây sốc á, nhiều khi mình là bị não mình bị từ chối hiểu những con số luôn. Mình chán, mình không muốn hiểu. Ủa sao xe này cũng sao vậy? Cái đèn xanh đậu hết rồi. Bệnh giống anh á. Các bạn. Bây giờ thấy vắng vắng là đậu rồi, giờ mất cái bệnh giống mình đó bạn. Nói chung là số ca nhiễm bây giờ cao quá cao. F0 giờ nhiều lắm mà bây giờ vô Tân Phú vậy ạ. Bây giờ F0 lại là không có triệu chứng nữa. Nên là chỉ khi mà xét nghiệm thì mới ra thôi, chứ còn F0 giờ là không có triệu chứng. Long Trí là có anh em ơi, tối em mới đi lễ online, sáng bận coi livestream. Nãy ghé nhà thờ một phút cho bạn kịp gọi là cái gì xưng tội á. Tội cái tội bạn là sáng có online không chịu làm lễ. Coi livestream không chịu đi lễ online. Thì cái live của mình nó cũng đã 1 tiếng 5 phút rồi. Có vẻ là nó sẽ ổn hơn là mấy lần mình chỉ làm một cái GoPro. Trời ơi nó đá mà thê thảm mọi người. Mà cái GoPro nó nhiệt lên xong bắt đầu nó bị điên á. Kiểu như bị điên, mắt mũi nó tèm lem lên, xong rồi nó điên lên, nó làm màu túi lù xù hết. Bảo Nguyên nó hôm qua em coi đó, Văn thấy bên anh cổ động viên chính hết đài, thấy mà ham thiệt á chứ. Bây giờ mình ham nhất là cái cảnh mà Sài Gòn thật là tấp nập ha. Đông đúc sầm uất cái tự nhiên thấy nó đã. Kìa chứ cái chú bộ đội, cái chú bộ đội sắc râu kìa mọi người đó, thấy chưa? Để mình vòng lại cho mọi người xem. Để mình vòng qua mình báo với họ là mình muốn quay chút xíu, họ đồng ý không? Huế dừng nhà thờ đó, tí đi anh rồi đó Huế. Thế là anh Trường đã dừng ở đó hẳn một phút á. Tí anh Tuấn Trường Ngô Gia Tự. Anh hỏi cho họ đồng ý cho mình quay. Rồi anh dừng đi, anh hỏi đi, ok thì quay cho mọi người xem. Các chú bộ đội ngồi tội nghiệp lắm. Rồi mấy bạn chờ nha. Mà đó tội nghiệp là không phải là cái ý gì nha, mình ý là mình đã thấy thương đó mọi người. Đàn ông mà đi ngồi lặt rau rồi đó thì nhìn thấy dễ thương. Chứ mình phải giải thích chứ không thôi là mình sẽ bị bắt bẻ. Sai anh Tuấn Trường Ngô Gia Tự, vậy là bạn như quận 10 rồi phải không? Bạn như quận 10, anh Trường đi vô chi về giấy để xin phép được quay. Median bận áo hở bụng hở lưng. Hiền Nguyễn Kim Cực Sóc, mì hào hảo Việt Nam có chứa chất ung thư. Cái này thì chị thật sự chị nói với em là em cứ để ý đi, nếu như là một cái sản phẩm nào đó của Việt Nam mà nó được cái này thì nó không rõ ràng lắm, nhưng mà mình thấy nó giống như có cái quy luật đó. Có một cái sản phẩm nào đó nó sẽ được bán chạy trong thời điểm nào đó thì lập tức sau đó thì nó sẽ có những cái ăn những cái trận đòn rất là kinh khủng, ví dụ chứa chất ung thư. Ví dụ hồi xưa mọi người nhớ cái vụ tương không, nước tương ha. Rồi mọi người có nhớ cái vụ nước mắm không? Đó. Sao anh? Nói chung là họ cũng ngại. Ồ ngại hả? Nói cánh hết hả?
thôi mọi người tranh thủ ngó đi đó, ông chú xây cam. Thôi khỏi xây cam đi. Nhưng mà hỏi cũng ngại, thôi mình cái đi thôi. Ngại mình chả hiểu. À. Rất là dễ thương luôn. Sao kỳ ha, mọi người có vẻ ngại ngừng cái chuyện... mình thấy còn cười cái gì đâu, tẹt ra đây chứ làm vậy thấy còn quý, quý mến, dân họ quý mến hơn. Mà mỗi khi mà quý mến á, thì là rất là dễ bỏ qua những cái mà nó nhỏ nhỏ. Không ơi, anh nghĩ gì khi nhân sự họ mỏng á, thì tự nhiên làm không cũng không không có đạt được giống như là người ta kỳ vọng, nên là họ cũng ngại á. Thôi kệ, thì mình nghĩ đây là hình ảnh cá nhân mà, nên là nếu mà họ đồng ý thì mình sẽ làm, mà còn ở đây họ là cái khu vực nào vậy anh? Thuận Kiêu, Thuận Kiêu, Thuận Kiêu. Không, em nói là cái chỗ mà ngồi sắc râu á. À, quận 5, phường phường 4, quận 5. Thì mình nghĩ đây là hình ảnh cá nhân, mà nếu mà họ đồng ý thì mình đưa, còn nếu họ không đồng ý thì cũng không sao, chả có vấn đề gì. Nhưng mà nhìn mấy chú bộ đội thái rau rồi phân loại rất là thương, nhưng mà thiệt nhưng nha. Nhưng mà bận bộ đồ này thì là lính gì á? Thì đó là họ bận đồ chính quy thôi, bộ binh thôi. À. Nhưng mà nói thiệt nha, từng đó người thì chắc không đủ đường khu phố nữa, chứ đừng nói một phường. Nên là họ có thể họ ngại chút xíu, thôi cũng không sao. Như đặt vaccine thì khó lắm bạn ơi, bây giờ thế giới đang khan hiếm, có tiền cũng không... Đây đây các bạn nhìn bên... tay trái nha, Thượng Kiều đó, Ba Cây Nhang đó, bệnh viện Dã Chiến đó. Vaccine Trung Quốc hiện nay đã chích được 2 tỷ mũi rồi. Người ta, dân Việt Nam mình mà không thích vaccine Trung Quốc cũng có lý do. Thật ra cũng có lý do mà chơi. Nói chung cái tư tưởng bài tàu nó đã ăn sâu vào máu của người Việt rồi. Mà nó một ngàn năm mà họ muốn đồng hóa mình, họ muốn xâm chiếm mình, thì cái tư tưởng mà bài tàu đó, nó sâu nặng, không phải từ trong mình mà phải nói trong huyết quản của mình luôn rồi. Nên là bây giờ giống như cái thằng hàng xóm mà mình đã ghét rồi, giờ nó có đem dĩa cơm qua, nó nói cơm sương nè anh Trương ơi, ăn đi anh Trương. Sa bi trưởng đây. Sa bi trưởng em mới nướng thơm phức nè, mình cũng không dám ăn. Thiệt sự á. Mình cũng không dám ăn luôn, mình biết nó bỏ dĩa trỏng rồi, lỡ mình ăn vô dĩa cơm sườn của nó xong mình chuyển qua mình nói tiếng Tàu sao. Nên là cái chuyện mà người dân họ anti cái vaccine á, nhiều khi cũng không có phải là do tác dụng của nó đâu, mà người ta chỉ mới nghe nó thôi là người ta đã cảm thấy là nổi sảy rồi, gọi là nổi sảy rồi. Công giáo thì nãy đi qua nhà thờ rồi. Nhà thờ xem cha giảng thôi. Nói chung là mình cũng không thích người Trung Quốc, nhưng phải nói một cái thực tế là gì? Đồ công nghệ của mình á là của Sony, của các hãng khác rất là nhiều, nhưng mà sao? Phải nói 70-80% là sản xuất tại Trung Quốc. Ngay cả cái iPhone mình đang xài bây giờ cũng là sản xuất tại Trung Quốc. Nên là nói công gì nói công nghệ ngoài sản xuất tại Trung Quốc khác với là công nghệ của Trung Quốc sản xuất tại Trung không, Quốc không ý là anh đang nói là nếu mà bài tàu mà bài theo kiểu cực đoan á thì sẽ không còn cái gì để xài luôn, để cái gì cũng dính líu đến họ đó. Đây các bạn nhìn nhà cổ nè, đẹp không? Đây là căn nhà cổ rất là đẹp nha, kế bên là bưu điện quận 5. Cái khu vực này á mình có một tấm hình cũ ngày xưa để lại 100 năm rồi, cái trục đường này nó không thay đổi nhiều các bạn. Các dãy nhà này kia nó cũng như cũ nhiều á. Thôi đi qua quận 8 đi. Qua quận 8 nha. Qua khu này đi rồi mình sẽ... Cho mọi người đi một vòng quận 8. Này là đối diện ký túc xá y dược nhỉ. Vậy là good rồi các bạn thường. Đây là khu vực chợ xóm củi. Các bạn nhìn ở giữa đường á, góc xéo xéo góc bên trái có cái nhà xanh xanh đó. Đó, cái đó là một cái các bạn nào mà coi những cái clip trước của mình có nói rồi, đó là một cái chỗ mà ăn chơi khét tiếng Sài Gòn á. Cái Kim Bình Mai gì đó, cái Kim Bình hay Bình Mai gì đó. Hồi xưa là một cái điểm karaoke ôm mà ăn chơi gọi là hát loạn bậc nhất của Sài Gòn.
Rồi sau đó thì họ đã bị phát hiện á, rồi đã giải quyết xong rồi. Vậy là biết rồi, các bạn thường thì đường voi rồi hai bà trước. Tóm lại là mấy hôm cứ thấy mấy bạn coi cam hành trình hoài sợ mấy bạn buồn. Nên mình mới đẩy một cái hệ thống suýt hình lên trên xe, mít hình lên trên xe. Mail web hỏi là nhà thờ tên gì và ở đâu vậy anh chị? Cái nhà thờ này, nhà thờ Ngã Sáu ở trên đường Minh Mạng cũ hồi xưa á. Mà bây giờ người ta kêu là đường Ngô Gia Tự á. Nhà thờ rất là đẹp, ngày xưa đó họ là họ giống họ sơn màu xám xám như là nhà thờ đá vậy đó. Anh chị lên hình đi rồi quay hình nè. Đây. Hình hai đứa mình nè. À, với dê. Hóp bụng lại đi. Hóp vô, gồng lên. Gồng lên. Chạy xe về cũng hơi mệt á. Chạy về chỉ có đường một đoạn thôi. Thôi giờ khoảng một phút thôi ha. Đó chứ nè, anh ngồi bình thường lên cũng ngon lành đó chứ bộ. Chẳng qua là tại vì ngồi vậy sao chạy, ngồi vậy cho nó khỏe nha. Nói chung là đi cả ngày dài anh chạy xe, vừa làm việc vừa chạy xe rồi nên là ngồi mà. Mà là thông báo với mọi người đây là một người đàn ông rất lười biếng cho nên là làm vậy lực cao quá. À, chạy xe không mệt chứ ngồi gồng mệt á. Rồi chuẩn bị qua trạm nè. Chúa chúc lành cho anh chị. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Câu này là câu Nhĩ Thiên Đường 0423. Người em tưởng nhà thờ Đức Bà đâu, nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa mà em. Chưa mà. Nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa. Cứ vào, cứ vào. Đây đây, em đưa bên đó mà đi. Anh đậu vậy rồi cái xe này nó xong cho nó đi. À đi đâu, mình bắt anh đậu vậy chứ. Mọi người đợi chút xíu nha. Kia 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 em đó. Nó đang bận, bừng giải. Đây, chị đi đưa mã cái gì? Đây. Rồi, ok. Rồi, ok. Đó, khi mà mình đã có chuẩn bị thì sẽ nhanh. Không, mình không chuẩn bị là sẽ dồn lại, ứ lại đó. Mọi người thấy một phút mình đứng mà đã mấy thứ hai ngày mai, thứ hai ngày mai là tình hình sẽ rất là căng đó. Rồi bây giờ thì ai mà đã từng ở cái khu quận 8 này á, sẽ biết ở đâu liền cái cầu Nhị Thiên Đường nha, cái cầu Nhị Thiên Đường nổi tiếng của Sài Gòn đây ngày là xưa. Nha, mọi người. Sức dầu Nhị Thiên Đường. Họ giữ lại cái hàng cột ở giữa nè. Cột mập ú dễ thương ha. Hồi xưa cái cầu này nó nhỏ nhỏ thôi, nó xinh lắm. Nhưng mà sau khi mà họ làm cái cầu mới á, thì họ giữ lại cái hàng cột cũ này, họ trồng lại. Bé nói là nay mới được nhìn kỹ nhà thờ, lúc trước chạy ngang thôi. Mai mốt lên Sài Gòn đi, chắc Huế tới tha hồ mà ngắm nha. Nga Mùi chào Trường và Nhau, chúc hai cháu thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình đi xuống đường Phạm Thế Hiển nè. Bị hiếu nghĩa đi ngang khoa học tự nhiên anh chị ơi. Nhiều khi tụi mình cũng không định đi đâu được đâu bạn. Đường nó dẫn tới đâu là mình đi tới đó nè. Dạ phạt anh. Dạ phạt. Anh mà đi mà anh gặp mấy cái đội luôn. Trời, bà cháu vừa chạy vừa hát xì vậy chứ. Nói chung là anh đi vòng vòng trong khu phố của anh thì không đụng cái đội tuần tra thì người ta không có nhắc nhở. Còn nếu mà đụng đội tuần tra thì họ sẽ nhắc nhở là chính chứ cũng hiện giờ thấy cũng ít xử phạt á. Nhưng mà nếu anh đi ra đường á, anh đụng cái đội mà đi ở ngoài đường đi tuần á, là đó là anh sẽ bị phạt á. Đụng đội đi tuần là họ dạ, phạt á. Là không có thông cảm không gì luôn á, là làm thẳng nguyên bản luôn á. Ôi ôi, lại chạm nữa. Quét mã, đưa điện thoại cho anh. Tâm thanh sáng nay đường có vẻ vắng hơn mấy hôm trước hả anh chị? Có vẻ hơn mấy hôm trước hả? Hôm nay chủ nhật mà. Ý là vắng á phải không mọi người? Là hôm nay, tại hôm nay chủ nhật á.
bây giờ mọi người mà đi ngoài đường sẽ thấy tất cả cái áo là dạng áo như tụi mình đang mận vậy đó, mà ví dụ các màu khác, rồi màu đỏ, rồi màu cam, rồi màu đen, có chữ rồi gì gì mình thấy nhiều quá, mình cũng không chưa có tổng hợp được là các cái đối tượng bận áo màu như thế nào nữa, nhưng mà mình đếm phải là có 5-6 loại rồi đó. Hôm nay là cái buổi mình thử nghiệm cái hệ thống online nên là hiện giờ nó chỉ chạy ổn, cái mình đang ổn phải không, mọi người? Mình đang có một cái khó khăn khác là gì các bạn biết không, là 3G. Mình cũng không biết là 3G của mình nó chịu được bao lâu thì mình thêm mà bây giờ cái có bị cái khổ là cái sim á, mình đã bóc cái sim nó ra mình gắn vào trong cái máy live stream đó, nên là bây giờ muốn nạp cũng không nạp được ha. Thôi kệ đi, chơi một bữa chơi vui đi, sáng chủ nhật mà nha. Ý Phạm nói là khi nào Sài Gòn, khi nào người dân nông thôn đến được chích vaccine là sao bạn? Tức là ý bạn hỏi là người dân mà ở vùng ven hả, mà Sài Gòn mà nông thôn gì? Ý có phải là bạn hỏi là khi nào mà những người ở vùng ven được chích không? Ôi cái này bạn phải gọi là update thông tin lại đi, chứ mình thấy chích rất là nhiều. Chẳng hạn như mình đi Củ Chi á, mình ghé vào trong một cái nông trại mua rau á, thì xong thấy cái bà chị đó, bà đeo khẩu trang cũng phong phanh lắm, thế mình cũng đứng, mình cũng có giữ khoảng cách với bà. Bà gào lên, bà cười, sợ gì, chị chích rồi em đó, bà còn vậy đó. Thì có nghĩa là cái vaccine này họ đã triển khai trên mặt bằng quận huyện và để gọi là rải khắp cho mọi người á. Mọi người phải đẩy cái cập nhật cho bản thân luôn á, tại vì đừng có phụ thuộc vào tổ trưởng dân phố gì. Nếu mà bạn mà chưa chích vaccine á, bạn chụp đầu ông tổ trưởng á, bạn nợ ổng một trận đi nha. Đó là ổng không làm hoàn thành trách nhiệm của ổng, mà ổng làm đó sai chỉ thị của nhà nước. Tại vì là có những cái người mà mình thấy giống như bây giờ họ làm tổ trưởng, họ làm tự nhiên cảm thấy một ngày mình oai vệ lên á, bắt đầu dở kiểu quyền hạn tào lao á, giống như trong livestream bình thường có cái chú Lê Tám á, chú cũng nói á, nghĩa là tổ trưởng rất là thiếu trách nhiệm á, họ không có ghi chú là có bệnh nền, cho nên là cái những người bệnh nền, mọi người biết là những người bệnh nền và những người trên 65 tuổi thì người ta sẽ chích Moderna. Hồi nãy có Pfizer thì là cái ông tổ trưởng này ông cố tình á, ông không có ghi chú này chưa có tới 65 tuổi thì ông lại không ghi cho chú bệnh nền. Bởi vậy mình nói thật với mọi người á, qua cái đoạn dịch này á, mà mọi người thấy ai sống được, nhìn thấy năng lực của mọi người, có nghĩa là người đó rất được, còn ai mà không được có nghĩa là cái người đó họ có sống có vấn đề thiệt sự luôn á. Mình nói là qua dịch này hồi nãy có một cái anh mà hỏi về mắt, không biết là ảnh đã như thế nào ta, ảnh có quay lại không, ảnh còn online không? Ừ thì anh nên check lại những cái thông tin mà trường nói đi. Lại đi rồi tụi mình sẽ có những cái cách là sẽ giúp anh nếu mà trường hợp là cần kiếp ha. Rồi bây giờ đi qua một cái chợ Phạm Thế Hiển. Hôm trước có anh nào muốn xem đường Phạm Thế Hiển á, thì hôm trước mình đi ngược từ Sài Gòn xuống quận 8, còn hôm nay mình đi ngược từ quận 8 lên Sài Gòn. Chết Nguyễn, hello anh chị, trời ơi đã trễ một tiếng rồi đó, chết Nguyễn. Đây nè, chết Nguyễn. Đừng có nói là đi qua đá banh nha. Gặp Đông Giao kìa, đó. Đừng có nói là hôm qua coi đá banh quá, rồi xong rồi hôm nay ngủ quên nha. Mặc cảm quá, ngồi bụng bự quá. Gần về đó anh ơi, thôi kệ xóa đi, trời ơi. Đụng đầu luôn. Anh biết không, chết Nguyễn là dân Tây Ninh. Cho nên mới hỏi là tại sao là em đó là hay quay ở Tây Ninh. Bà có nói là anh là hồi xưa là anh đi bộ đội Tây Ninh đó. Nói vậy thôi, anh phải tranh thủ, anh phải kể kỷ niệm Tây Ninh lên. Nói vậy thôi chứ chứ cái lúc mà mình đi nghĩa vụ ở Tây Ninh về xong là 10 năm sau mình không quay lại. Ướng quá hả? Nói chung là rất là ngán, tại ở một cái chỗ mà nó khổ cực á, 10 năm mình không quay lại luôn á. Nhưng mà sau này mình hay đi Tây Ninh là do gì? Tụi mình đang làm du lịch, đang làm quảng bá du lịch, thì Tây Ninh sau này núi Bà Đen á quật khởi lên, thì có một cái tập đoàn lớn họ đầu tư vào, họ xây dựng núi Bà Đen lại, thì các bạn nhìn thấy á, chùa bây giờ rất là đẹp, không bị xô bồ xô bộn như hồi xưa nữa. Rồi thứ hai nữa là họ xây trên đỉnh núi một cái tượng Phật Bà rất là lớn,
Nhưng mà cái này rất là hay nha. Cái này mình cũng không hiểu làm sao. Hồi đó mình ở Tây Ninh cũng thời gian cũng khá dài khi mà đi nghĩa vụ á. Nói chung là nói thẳng ra là 3 năm đó. Thì đó, cái chuyện nó quê lắm, không muốn kể. Người ta đi 2 năm thôi, nhưng mà mình cứ trốn lên trốn xuống. Đâu, hồi đó đi 18 tháng. À, 18 tháng. Nhưng mà mình thì lại hay gọi là hay đảo ngủ, đào ngủ đó. Trốn hoài á. Gọi là mình cứ bị phạt. Trốn hoài với quánh vàng nữa. Rồi quánh lộn, quánh lão, rồi cực hịa này kia đó. Đó, lấy mẫu gì lấy mẫu. Nên là cuối cùng là mình bị phạt 3 lần, một lần 3 tháng, một lần 3 tháng, một lần 6 tháng, cuối cùng mình đi 3 năm. Rồi ngán cái vùng đất đó lắm, nên là không muốn quay lại vùng đất đó. Thì sau này Tây Ninh quật khởi du lịch á, cái tượng Phật ở trên núi Bà rất là đẹp. Và mình thì làm du lịch nên là hay đi lên vùng đó. Chứ còn đến giờ thì cái gọi là cái ký ức về bộ đội của mình nó cũng còn như cũ thôi, cũng chưa có xóa nhòa được á. Mấy em bộ đội ngại vì họ không biết em sẽ làm gì với video này, mọi người sẽ không hiểu nha. Không phải mọi người, không phải đâu bạn. Bộ đội thì không có ngại gần gì, rất là thoải mái, nhưng mà những cái đơn vị phụ trách bên bộ đội là muốn quay họ cho quay à, nhưng mà ở phường á, ở phường họ sao, ở phường họ cứ hay như vậy mình cũng chả hiểu. Rồi bạn nhìn ở bên tay phải nè, có một bạn đang bị xử lý vi phạm nè. Đang bị xử lý vi phạm đó. Đây là cái đội tuần tra lưu động gồm một an ninh và một cảnh sát giao thông. Họ phạt rất là gắt nha. Trường Ngô Gia Tự khỏe không bạn? Có nghĩa chắc là bạn cùng học cùng trường với anh vậy anh Trường? Ừ, Tuấn hả? Khỏe không bạn nha? Tuấn. Anh hãy nói là anh rất khỏe. Đến giờ, gọi là phải nói đến giờ còn khỏe. Thì nói tiếp với vụ hồi sáng để nửa chừng lại quên. Hôm qua đọc báo tự nhiên thấy một anh chủ quán cơm chay 5 đồng á, 5 ngàn á, cả gia đình ảnh nhiễm bệnh hết, xong ảnh là bị mất. Anh cường béo thôi. Đó, tự nhiên đọc trong cái tin đó là... Đó cũng là trong những người hoạt động ở bếp không đồng, bếp hỗ trợ là nhiệt tình luôn á. Mà có nghĩa là chỉ có 10 ngày là ảnh mất. 10 ngày là mất. Bệnh này trở rất là nhanh cho nên thật mà ra ông đó là cũng là một ông to béo khỏe phốt pháp nha, chứ không phải là gầy gò ốm yếu gì đâu ha. Ông bệnh nền hay không thì mình không biết, nhưng mà là một người hoạt động thiện nguyện xã hội rất là mạnh mẽ. Rồi nhiễm bệnh cái là anh mất. Nhưng vấn đề ở chỗ là mình cũng không có biết anh này, mà mình chỉ đọc qua thôi, mình có lướt vào trong Facebook của anh mình đọc thì con anh viết một cái bài rất là thương. Bố ơi bố dậy đi, mẹ cũng bệnh rồi, bây giờ bố thì đã mất, bố đừng có để bệnh này nó đem mẹ đi. Rồi bố ơi bây giờ tiền nhà đóng làm sao, rồi tiền học tụi con như thế nào. Thì các bạn thấy đó, một cái người mà người ta làm thiện nguyện, người ta hy sinh tất cả mọi thứ để lao vô họ làm, chứ họ đâu có nghỉ ngơi, họ đâu có nghĩ ngợi, đâu có tính toán gì đâu. Khi mà họ có chuyện họ nằm xuống một phát rồi thì con không ai lo. Bà hình như bà nội hay bà ngoại gì cũng mất. Rồi bố cũng mất, mẹ thì cũng bị bệnh rồi nằm ở trong cách ly, rồi về để được về hết bệnh được về lo cho chồng. Rồi con thì như vậy đó. Nên là nói chung là cuộc chiến này nó khắc nghiệt quá. Bản thân mình cũng nói các bạn hỏi mình sợ không thì nói thiệt là mình sợ. Sợ lắm luôn á. Thì mỗi người sẽ có một cái trách nhiệm với mình, với bản thân, với gia đình. Nên là khi mà lao vô rồi thì nhiều khi nó cũng rung dò. Mà tôi nói thiệt với các bạn nha, hồi đó tôi hay coi phim ma, tôi hay coi phim kinh dị đó. Sau này tôi không coi nữa. Coi không qua mở cái phim lên coi nữa chừng, tự nhiên hơi cúm rồi tắt luôn, không coi nữa. Có nghĩa là nó dài quá. Nó dài quá, nó làm cho mình nói sao nhỉ, nó bị tác động đến mình một cách nhất trì cái tâm lý xuống nó đây. Cứ mỗi ngày một chút nó tác động như mình, nó là một cái áp lực vô hình á. Bởi vậy mình nói với mọi người là trong cái giai đoạn này mọi người phải chọn cái thứ mình xem và bạn nghe, những cái bạn có phải chọn lọc á, tại vì cái đó nó rất là quan trọng. Trước mắt thì ví dụ như mình coi những cái gì giật gân hay là gì á, trước mắt là nó phải thỏa mãn cái tính hiếu kỳ của mình, nhưng mà thật ra nha, về lâu về dài nó sẽ tác động đến tâm lý mọi người.
ở khi mình ở nhà mà mình toàn xem lựa xem mà nghe những cái tin như vậy á, nó sẽ hình thành cho mình một cái ức chế, nó sẽ ức chế ở trong. Cho nên là sau khi mà qua cái giai đoạn lockdown thì rất là nhiều người phải gặp bác sĩ tâm lý, đó là ở nước ngoài họ phải giải tỏa cái stress của mình thì họ mới lấy được cái thăng bằng để mà họ tiếp tục sống tiếp và làm việc. Chứ còn nếu không nó kéo dài, nó ảnh hưởng tới bản thân, rồi nó ảnh hưởng tới suy nghĩ, rồi nó rất là mệt mỏi luôn mọi người. Nên là tụi mình nó muốn là lại qua trạm. Anh lên trên kia cho anh công an quét mã. Để đưa qua anh đó thôi. Xíu nho. Quét mã nào. Nắng quá. Nắng hả? Dạ. Nguyễn Văn Trường. Dạ đúng rồi. Rồi tới luôn. Rồi cảm ơn. Giờ mình trời ở ngoài nắng quá, anh này không suy nghĩ bên kia kia có sẵn cái. Các bạn biết ở trời ở ngoài nắng rất là gắt. Hôm nay nắng rất là gắt, rất là oi ha. Ừ. Nhưng mà anh công an này ảnh vẫn rất là vui nha. Ừ, cảm thấy như vậy mình cũng mừng á. Ý là anh giải thích khi mà anh cầm cái điện thoại. Ảnh mình đưa cho ảnh quét mã, anh quét không có được là do chói nắng quá nên ảnh mới cầm vô cái điện thoại mình để anh. Nhưng mà anh cứ nói trước là do chói nắng quá. Còn anh trên kia chuyên nghiệp mọi người, cầm sẵn tờ giấy che lại. Nhưng mà vấn đề là trời nắng thì cái lượng công việc như vậy mà họ vẫn vui vẻ thân thiện thì thôi, đứng là mừng. Hy vọng là cái cảm xúc này họ giữ được lâu dài. Nói chung là họ làm vậy á, mọi người có để ý không? Ví dụ như những khi mà họ cứ xử rồi như vậy, xong tụi rồi ngang, tụi mình cũng thấy nhẹ nhàng. Mắt hả? Chưa. Rồi dằn cái máy mình nó tưng lên, nó nhảy từ lưa mà tưởng nó bay rồi, chưa bay. Đó thì mình bởi vậy cho nên tụi mình mới nghĩ là tụi mình làm. Trong khi tụi mình làm công việc thì tụi mình sẽ phối hợp thêm để mà livestream hay là cho mọi người xem cái hình ảnh phía ngoài mà ở Sài Gòn đang diễn ra những cái gì. Thì hy vọng là những cái hình ảnh này nó sẽ giúp cho các bạn thoải mái đầu óc hơn một chút. Đó, rồi khi mà lên đây tự nhiên gặp những cái người bạn chưa từng quen, nhưng mà mọi người thấy không, rất là vui vẻ. Có thể trở thành bạn bè của nhau, coi như là cái duyên của cái mùa dịch này đi. Đó, thì nó cũng mang lại cho mọi người cái niềm vui nhỏ nhỏ. Rồi mình hy vọng là vì những cái đó, nó tạo thêm cho chúng ta động lực. Bây giờ mình đang đi trên một cái cầu mới, đó là cái cầu Him Lam. Nó đi qua cái khu đô thị Him Lam, một cái khu đô thị mới á, cũng quy hoạch được rất là đẹp, rất là ngon lành á. À, nó bây giờ mình đang ở địa phận của quận 7 thôi, lại bắt đầu tiếp tục cái vụ quét mã. Cái ai muốn quét thì quét. Nó nha. Cái hình nhỏ nó bị bè bè phải không ạ? À? Đúng rồi, tại vì đúng rồi, mọi người, đưa được cái cho đang xài bằng GoPro. Đi. Rồi, ok. Ôi, cảm ơn anh quá. Xong. Mình. Cái gì? Người kêu đi, người kêu từ từ là sao? Sao? Không hiểu. Thôi đi đại đi, mệt quá. Ông kêu từ từ xong ổng lại đi qua ổng chặn xe khác. Thôi cũng không có gì. Ông biểu mình đi mà. Không, mà ông công an ở trong tròi lại đi ra là bảo kêu từ từ. Thì tại vì ít người họ ra một người. Ít xe họ ra một người, xong xe nhiều họ ra hai người, xe nhiều hơn thì họ ra ba người. Đúng rồi, các bạn biết bây giờ nắng ở ngoài kinh khủng lắm. Nắng ghê lắm mọi người. Nên là mà cái sao chuyện trời nó xấu nha, trời gì nó xì vậy đó. Trời nó bị ẩm xì. Nắng rất là khó chịu. Tàng Thật Thà đúng nghe giọng chị Giao không giống hẳn là giọng Đà Lạt em. Nghe ngọt hơn chút. Vậy đó hả? Chắc là em đang ăn kẹo hay em đang cầm một đường đúng không? Em mới nghe giọng chị ngọt đúng không? Em cứ thử nói một câu sốc đi rồi em sẽ cảm thấy giọng này nó ngọt đến đâu. Ngọt cỡ nào? Chị trở mặt lẹ lắm. Tôi tức chết miệng. Rồi bây giờ đi đâu ta? Qua khu nhà giàu không? Qua khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng không? Hay Sài Gòn trở lại cuộc sống bình thường. Ít nhất sang năm. Anh chị nghĩ sao? Thì phải chấp nhận thôi chứ nghĩ sao giờ. Hy vọng nếu mà hoặc là được cuộc sống bình thường sang năm thì cũng quá mừng. Hoặc là khi mà thứ nhất là đủ vaccine cho mọi người, thứ hai là miễn dịch cộng đồng. Nhưng mà nếu mà trải qua được miễn dịch cộng đồng thì cũng phải trả giá cũng ghê gớm lắm mấy bạn.
nên là kiểu gì thì cũng phải sống chung với tụi nó thôi. Anh đi vòng một khu Bình Điền. Khu Bình Điền hả? Ở bây giờ nếu mà mình đi ra ngoài ngoại thành á là khả năng bị rớt mạng y như ngày hôm qua rồi đó. Khu Bình Điền là khu chợ đầu mối mà nó nằm ở ngoài rìa của thành phố. Thì từ cái chợ đầu mối đó nông sản nó mới tỏa đi khắp nơi. Nên là thôi sáng chủ nhật á mình đi những cái khu gì sạch sẽ đẹp đẽ đi ha. Để mấy bạn ngó nhìn cho nó kiểu như thư giãn chút xíu. Mình nghĩ là nếu mà Sài Gòn mình trở lại cuộc sống bình thường cho năm sau là đó là cái hồi phục quá nhanh đó mọi người. Chứ nếu nhìn cái sự thiệt hại này á, mình nghĩ 1-2-3 năm tới mình có thể phục hồi nổi như cũ. Chứ không phải đơn giản đâu, mình nghĩ như vậy đó. Tại vì như mọi người biết là 80.000 doanh nghiệp đã từ bỏ cuộc chơi nha. 80.000 doanh nghiệp là một con số rất là lớn luôn. Thì đúng là cái cuộc chiến này bây giờ mới nhìn thấy chữ hai chữ người ta kêu là khốc liệt á. Không chỉ dạ, anh xin là, một cái hàng giấy. Không chỉ là về mạng người nha, về kinh tế thiệt hại ghê gớm đó. Nó thực sự là cái cú đòn rất là nặng. Bởi vậy nếu mà mình chủ quan thì mình sẽ lãnh hậu quả rất là nặng. Cho nên là với trước cái trận dịch như vậy á, thật ra nếu như mọi người có là những người chích vaccine rồi hay không thì mọi người cũng phải là vô cùng cảnh giác. Bây giờ nói các bạn về ha, thành phố có 10 triệu dân thôi, không có nhiều vậy, nhưng mà bây giờ các nhà máy, các khu công nghiệp, các công ty họ hoạt động thì nguồn nhân lực ở đâu? Phải từ các tỉnh. Thì hôm vừa rồi là người ở các tỉnh họ đã di tản về nhà rất là nhiều rồi. Bây giờ Hòa Sài Gòn mà có vượt qua cơn dịch này á, mà muốn vận hành lại thì lấy đâu ra nhân lực đây? Nên là cũng nhiều thứ đó bạn ơi. Nói chung là cái này nó liên quan đến vĩ mô rồi. Tụi mình cũng cũng nói thiệt á, cũng không biết làm sao mà trả lời cho mấy bạn nữa. Hai chị Giao, chị có chơi xe chung với nhóm của anh hay đi ngủ không chị? Chị nói thiệt cái em á, chị chơi mình. Cái tấm của chị vậy á, chị cái chơi mình, chị thích làm gì chị làm á. Chị ít khi mà chơi chung nhóm lắm. Tại vì mọi người tưởng là tấm của chị quản giao hay la cà rồi vậy thôi. Chứ thiệt là ở ngoài đời là chị là người lại là ít tiếp xúc, rồi rất là ngại chơi ở những cái hội nhóm, rồi hiếm khi mà chị tham gia chung vào những cái hoạt động cộng đồng hay là gì đó. Rồi chị lại là chơi mình ơn vậy đó, không ai chơi cùng. Mình ơn là tiếng của miền Tây nha, không phải tiếng người Đà Lạt đâu nha. Học mà like miền Tây. Bây giờ mình đang đậu ở ngã tư Nguyễn Văn Linh, mình sẽ quẹo trái đi về hướng Phú Mỹ Hưng. Mình sẽ vòng vòng khu Phú Mỹ Hưng đi ha. Oh, good morning Việt Nam. Chào hai bạn, mình ở Toronto, Canada. Ôi xin chào bạn Livia 888 rồi, mình nhớ cái nick của bạn luôn. Mấy lần live stream đều gặp nick của bạn 888. Một anh tài xế đang say mê ngắm cái camera ở trên đầu xe. Đây, trong khi dừng đèn đỏ. Trong khi dừng đèn đỏ thì để mọi người nhìn thấy đông dao nè. Anh ấy đã ngắm nghía camera một cách say đắm luôn. Nói chung mọi người sẽ thích nhìn đông dao hơn tôi ha. Vậy nhìn tôi sẽ rất là ngán. Chắc Nguyễn hóng chuyện của anh Trường đi lính chị ơi. Rồi ơi. Kể đi đi. Kể chị đi lính đi. Thôi bạn. Nào. Thôi. Có những cái Kể về những mối tình thơ đi. Nào. Vui với anh. Có những thứ đúng là có những thứ tụi trẻ nó là có thể là sai lầm nha mọi người. Rồi nó có thể đúng, nó có thể sai. Thật ra cái chuyện anh đi nghĩa vụ á, thì anh không thích nhắc lại cũng không phải là sai lầm. Nó vẫn cho những cái cảm giác rất là tốt, rất là đời, rất là trải nghiệm á. Thì để nói, thứ nhất là tại sao là anh lại đi nghĩa vụ. Hồi đó anh học đại học xong, anh học quay phim xong. Thì tự nhiên cái một ngày đẹp trời anh bị trúng tuyển cái vụ quân sự. Mà nhà anh là không ai đi hết á. Tại vì cái đời anh của anh á, thì lúc đó là chiến trường Cam á. Đi thì ở nhà sợ là đi thì sẽ có chiến tranh, rồi chết chóc, mất mát, cục dò, cục cẳng gì đó. Nên là ông anh không có đi. Rồi không đi thì tại sao thì các bạn hiểu rồi ha.
mà tự nhiên đùng cái mình trúng tuyển một cách ngang xương, ngang hông luôn, ngang chân mày. Lúc đó mình cứ nghĩ là chắc là mình cũng sẽ được gia đình lo để cho mình không phải đi nghĩa vụ quân sự, nhưng mà tự nhiên trúng tuyển mà tính mình rất là tỉnh. Mình nói ừ thì trúng tuyển thì đi, mình không trốn chiếc gì đó, cũng không lăng tăng không gì đó. Thậm chí mà ở ngoài phường nó thấy mình hợp tác quá, nó sợ á, nó nói cái thằng này cho nó trốn hay sao á, nên là bây giờ phải canh nó, kêu mình lên phường để họp mặt anh em, thật ra là để kiểm soát mình thôi, nhưng mà mình cũng không đi. Thì nó cứ canh canh mình, nó canh cái con khỉ mà canh, nói chung là nó cũng hay chữ bậy, canh canh gì mà canh, tao nói tao đi tao đi, đừng có lộn xộn. Mà thiệt đúng ngày mà nhập ngũ là mình nó đến nhà nó réo, mình sùng lên mình tương cho một cục gạch xuống, mình nói chưa đến giờ mà kêu cái gì, ta tự ra phường không cần tụi bay phải đưa tao đi, làm như tội phạm áp giải vậy. Đúng giờ mình cũng đi lên phường, mình cũng đi lên quận đi như bình thường, nói chung mình không trốn tránh à. Đó thì sau này mới biết là do mình học trường điện ảnh ra thì má mình á, bà sợ, bà thấy thằng con bà sao nó lang bang lãng tử rồi đi chơi chỗ này chơi chỗ kia, nhưng bà không hiểu là do công việc của mình nó là như vậy chứ không phải là mình ham chơi. Dân làm phim ở nhà hoài sao làm. Mà hồi cái thời của mình là cái thời năm 2000 á, thì lúc đó xì ke ma túy là dữ lắm, hút hít rồi ghê gớm lắm. Đó là bà già thấy thằng con thì ốm nhôm nhách à, mà tối ngày đi hoài bà sợ, thế là bà âm thầm bà đăng ký cho thằng con mới đi nghỉ dù. Mình cũng không buồn, mình cũng không trách nữa, thôi kệ. Ừ, đèn xanh, đang thấy thằng xe tải đèn xanh. Ừ, cái thằng này nó chạy khó chịu quá. Thế mình cũng không bị không buồn không trách gì đó, mình đi thôi à. Thì nó đúng á, mà mình cũng là con cho của gia đình cũng tương đối á, nên là khi mình đi nghĩa vụ mình phải sống trong một môi trường khác, chẳng hạn như là giờ giấc sinh hoạt nó phải khác đi, rồi ăn uống khác đi, rồi cái môi trường đó nó rèn luyện con người theo cái kiểu cơ bắp tay chân chứ không có đầu óc á. Nên là mình thấy cái mà tiếc nhất của mình là mình mất 3 năm vô đó, 3 năm thời gian vô đó rất là phí. Nhưng mà cái được của mình là 3 năm mình ở trong đó thì cái sức chịu đựng mình nó tốt hơn. Hồi đó nếu như cái món mà mình không thích ăn thì mình sẽ không ăn. Còn mà vô bộ đội cái món mà mình không thích ăn thì mình cũng không ăn luôn. Nhưng mà hồi xưa mình có thể nhịn đói được một ngày, nhưng mà trong bộ đội mình có thể nhịn đói được triền miên, nhịn từ bữa này qua bữa khác, từ hôm này qua hôm khác. Mình quyết nhịn chứ không chịu ăn hả? Ờ, đúng đó, là cái tính mình rất là kỳ. Trời, mà mấy bạn phải biết ăn cơm cho bộ đội nó kinh khủng lắm. Ăn đâu về rụng hết răng luôn hả? Không, không có rụng hết răng. Nhưng mà nó ớn lắm. Bạn cứ tưởng tượng họ kho cục thịt á, mà bạn có thể cầm cái cục thịt đó, bạn đi tắm bằng cầm theo làm cái bàn chải chà chân được á. Tại vì cái lông của con heo mà nó xù lên như cái bàn chải vậy đó, mà nó đâu có làm lông đâu, con khỉ gió nữa. Rồi xong rồi ăn canh, ăn rau gì đó mà lâu lâu bạn thấy có miếng giấy báo chổng là bạn hiểu rồi ha. Còn cỏ là bình thường, nhưng mà có tờ giấy báo chổng là bạn hiểu rồi đó. Thôi, đó là những cái kỷ niệm cũng hơi gớm gớm. Đi chà chân rồi, hơi ghê rồi. Cái lông nó xù hàng chải rồi đó, chà thoải mái. Hơi ghê. Đó, nên là... Xin hello anh chị, chào em. Nên là mà mấy bạn mới biết là trong đó có những cái nó cũng rèn luyện ý chí con người lắm, nhưng mà nó rèn luyện qua một cái nghịch cảnh. Nên là thôi kệ, cũng xong. Để đọc nè, Lý Phước Lợi đi quay vậy có ăn uống gì không em? Dạ, có khi chị đó. Có mang theo ly cà phê còn chưa kịp uống. Ôi, hai này khu nhà giàu nha. Thôi ngắm khu nhà giàu đi cho con nó. Hai áo Midian dễ thương, dễ thương hí. Đúng rồi. Nhìn như hai con Midian đó, giờ chị lấy cái kính tròn gì đeo là y chang luôn. Đây là cái khu bên phải mình, bên trái mình là cái khu nhà của Khải Siêu á. Anh khùng bụng sinh ở Tây Ninh có núi Bà Đen, có chú bộ đội khùng đen hơn bà. Anh Trường ở ngoài cũng vậy á mọi người, đen thui à, anh Trường đi nuôi. Đây nè. Đây. Cắm đây đen xì như cục than. Đúng. Đó. Nhưng mà cái câu đó là chưa có gọi là kinh điển đâu ha. Có một cái câu rất là kinh điển mà lính nào cũng ngâm nghe và rất là tâm đắc. Tây Ninh chiều buồn xanh máu mặt, anh ngồi xúc cát nhớ về em.
Lính nào cũng đọc hết đúng không? À, lính nào cũng anh ngồi xúc cát nhớ về em á. Hiểu luôn. Mà có nhiều chuyện buồn cười lắm, mà có nhiều chuyện cũng rất là ghê. Chẳng hạn như là ở Tây Ninh á, sư đoàn 5 nó có hai cái chỗ mà mọi người rất là sợ. Bản thân mình cũng sợ. Một á là nó kêu là ngã ba cây da xà, ở cây ba đậu chứ, ngã ba cây ba đậu. Một cái nơi là một cái kinh kia là kinh ngã ba sọ, mà năm nào cũng phải có một người treo cổ cái cây đó và một cái người tắm kinh chết á. Ghê quá. Ờ. Rồi cái kinh ngã ba sọ là cái kinh mà chết nhiều nhất. Chết tên cũng ghê đó, ngã ba sọ. Thì sọ giống như khoai sọ chứ không phải sọ người đó. Nghe như sọ người. Ờ. Thì cái đầu kênh đó người ta sợ, ngay trung đoàn người ta sợ, người ta rào lại luôn á nha. Không cho tắm, cấm thì đó không cho tắm, mà có năm cũng chết. Mà cái năm mà mình đi là cái năm đó là mình tắm kinh với thằng bạn là thằng đã chết luôn. Ghê. Đúng ngay đầu mình tắm luôn, và nó đến giờ kể lại vẫn sợ. Thì hôm đó là lính mà chiều thứ bảy cũng nhậu ba cái rượu đế, rượu gạo vô tưng tưng rồi. Xong bắt đầu xỉn xỉn ngà ngà, thách nhau ra ngã ba sọ tắm. Mà đi một lần á, đi gần nửa trung đội, cỡ mười mấy hai chục thằng ra đó tắm cũng bình thường. Xong đến lúc lên á, thiếu đúng thằng đó tên là thằng Bá, mà nó là dân Phú Nhuận. Bắt đầu tưởng nó nghịch, nó trốn đâu đó, cả đám đi trộn, đi vòng vòng kiếm không có, xuống kênh mò kiếm không có luôn. Bắt đầu hoảng lên á, thì một đứa thì chạy về báo với lại trung đội, một đứa thì chạy vô chỗ dân địa phương nhờ họ kiếm giùm á. Họ nói kiếm cái gì, ra chỗ cái cống á, nó ở dưới đó. Thì cái kênh á, ở cuối cái kênh là nó có cái cống là cái để tiêu nước á, để điều phối nước á. Ra nó mò đúng nguyên nó nằm gì đó mà không hiểu nó chết, thì nước chỉ mắc mé đầu đó thôi, làm sao mà nó chết được, không hiểu luôn. Rồi còn cái cây ba đậu đó là nó nằm ở giữa cái đồng trống. Mà mỗi lần mà lính mà muốn đi chơi mà từ ở trong doanh trại mà đi ra đường lộ là phải đi qua cái cây đó. Mà cứ 3 tháng quân trường xong là chia về các cái đơn vị khác nhau á, là cũng có thằng nhậu xỉn vào đó thắt cổ chết. Kỳ vậy đó. Mà thắt cổ là cái gì? Toàn là mấy chuyện tào lao, như là bộ nhà có bạn trai mới chia tay, nhậu xỉn vô ra đó thắt cổ chết vậy đó. Đó, nhiều cái chúng mình không có hiểu được, mình cảm thấy ớn thiệt đó. Thôi bỏ qua khu đó đi, đây ngắm khu nhà giàu đi. Nhà giàu đẹp nè. Giọng rất tì nặng, khu nhà giàu đi. Mình chưa có nhà xịn nên là mình thèm. Có gì đâu. Chị Nguyễn đi Phan, em đi Phan Xipang luôn rồi nè. Em kia nó rất là đẹp luôn á. Mà chị chỉ có hụt Phan Xipang một lần là hụt trận tuyết thôi. Thật ra chị có thể đi nhưng mà tại vì hôm đó là 27, 28 Tết gì rồi á, nên chị không đi á. Cái đợt năm vừa rồi á, tuyết rất là đẹp luôn. Tuyết rất là xỉ luôn mọi người. Trong nhóm của tụi anh á, chị Giao là cái người, một trong hai người gọi là trèo núi lên đỉnh Phan Xipang. Không phải đi cái đường đi bộ của dành cho khách du lịch nha. Trèo núi mà đi băng núi, đi theo cái đường cáp á, lên đỉnh. Thì chị đi cái đường nội bộ của Phan Xipang á, đường dùng để xây dựng cái đỉnh Phan Xipang á mình. Đi mất 3 ngày 2 đêm đúng không? Đúng rồi, 3 ngày 2 đêm. Thì hồi đó cái team của tụi anh là 5 người. 5 người ha. Trong đó gồm có anh là đạo diễn, một bạn quay live cam, một bạn quay phim, hai biên tập là chị Giao và một bạn nữa là cái bạn Sài Gòn Chuyển Động á. Thì gần như cũng trang bị đầy đủ hết rồi, nhưng mà khi bắt đầu lên núi á, thì ngay cái buổi chiều đầu tiên á, là rụng một bạn chuyên bay lay cam. Bạn này là một cái người rất là khỏe nha, nhưng mà không hiểu sao bạn đi nửa đường bạn bị độ cao, bạn bị choáng. Thì bạn nói thôi để tự bạn đi xuống núi lại. Thì lúc đó mới xảy ra cái vụ một cái bạn mà đi chết kinh ở đó, đó thì cũng đi lạc trong rừng chết mất xác luôn. Nên là lúc đó là mọi người bạn với nhau là
ai đi không nổi thì nên quay lại. Bạn đó là bạn xin quay lại. Thì anh thì anh lúc đó anh mập hơn giờ. Anh mập hơn giờ rất là nhiều. Và anh cảm thấy là cái dốc ở phía trước nó quá cao đi. Mà anh đi sẽ rất là khó. Lúc đó cái đầu gối anh vừa mới bị té. Sưng to nên là anh nói thôi, anh sẽ tình nguyện đưa các bạn kia quay lại. Coi như là ngay từ đầu là rụng hết hai tên ha. Là đạo diễn với Lai Cam mà rụng. Xong mà đi đến đêm ngày hôm đó là quay phim rụng luôn. Quay phim bị giống như là bị đứt dây chằng. Là xong rồi phải người họ phải cho đu lên trên cáp, họ kéo lên trên cáp rồi họ cho đi đường cáp về á. Tự như đoàn 5 người là rụng hết, nguyên dân kỹ thuật quay phim đạo diễn rụng hết. Còn hai bạn biên tập là Động Giao với lại bạn Dũng chuyển động Sài Gòn. Thế là biên tập tự quay, ông kia quay cho Giao và Giao quay lại cho ông kia. Hai người quay phim luôn mọi người. Hai đứa kêu thôi giờ chơi luôn á. Mà lúc đó là anh rất là lo cho Giao, anh nói thôi nếu mà đường đi khó quá thì thôi cancel luôn đi. Chứ anh thấy là cũng hơi căng thẳng á. Nhưng mà cuối cùng là Đông Giao nói bây giờ không lẽ cả đoàn 5 người mình gãy hết rồi anh em đồng nghiệp coi ra cái gì. Thôi được, để em với Dũng đại diện. Sao đại Dũng chứ, Giao nha, không được bỏ rơi em, trừ được Dũng là quyết chí á mọi người. Không được bỏ rơi em nha, không được bỏ rơi em nha. Nên cuối cùng là thôi. Hình như mình đã bị rớt mạng rồi. Mình đã bị rớt mạng rồi. Em coi trên sóng còn. Thì rất là trễ mà nó vẫn còn mà. Tại vì hình như nó hết 3G, nó mới báo anh hết 3G. Hy vọng là vẫn còn mạng. Tại vì hôm trước mình đã, hôm qua mình đã nạp mấy cái vô luôn. Để hy vọng là không bị rớt mạng. Vẫn còn nè. Ồ, may quá. Vậy là mình đã xài hết 30 ngàn rồi đó mấy bạn. 30 ngàn 3G của tôi đó. Vẫn còn chạy tung tăng mà. Vậy thì may quá. Tóm lại là lên lên đó là rụng hết nguyên vàng kỹ thuật, còn hai biên tập thì nói thiệt nha, đi leo núi á không phải to bự là ngon mấy bạn, mà phải là người rắn rỏi và nhẹ cân mà cần trôn được cơ thể mình á. Nên là những cái người mà nhẹ nhẹ có chơi thể thao là đi rất là ngon, còn mấy ông mà bự bự mà kiểu voi voi như mình là đi là gãy hết. Nên là mình có hai cái dở. Cái dở thứ nhất là leo núi, là mình leo rất là dở. Cái dở thứ hai chui hang là mình cũng rất là dở. Hai cái đó là hai cái món đó là hai cái món mình không ưa đó. Ở nhà đó mấy ông tổ trưởng chị làm vì lợi ích cá nhân thôi chứ chẳng nghĩ gì tới cộng đồng hết. Tổ trưởng chỗ em nè, ăn rồi suốt ngày rú rú trong nhà. Đăng ký tim cũng cho bên hội phụ nữ lo. Đúng rồi em, có những người họ... Tại vì họ, mấy ông tổ trưởng là mấy ông dở hơi hay bao đồng á, người ta bầu ông lên để ông làm mấy chuyện đó. Nên là bây giờ đến cái thời kỳ này là họ phải thể hiện được cái vị trí của họ thì họ không có đáp ứng được. Nhưng mà cũng có những người thì làm rất là tốt mà. Có những người làm tốt nhưng mà thật ra nghe mọi người, đa phần mấy ông tổ trưởng là trời ơi, không thể chịu đựng nổi luôn á. Bỗng dưng giống như một ngày phát hiện ra mình có quyền lực gì đó làm rất ghê gớm. Chưa kể là có những nơi á, họ còn chèn ép rồi họ không có gọi người ta ra đi chích ngừa nữa. Bạn của mình bị rồi nè. Cho nên là mình mới nói là cái câu mà qua mùa dịch mà mọi người thấy ai mà chơi đường có nghĩa là người ta chơi đường. Còn ai mà mình thấy lợn cợn là có nghĩa là cái người đó đúng là không chơi được á. Qua cái mùa này là tâm tính con người hiện rất là rõ luôn á. Nói chung ngày hôm nay like ngon quá. Mình làm mình làm kỹ thuật á mà mình thấy không về ăn cơm luôn. Đó đang tính nói với bạn á, tôi khen like ngon là lời mấy bạn biết rồi đó. Bây giờ về này ha. Mình đang ở quận 7, mình sẽ thả xui xui về quận nhất. Xong rồi đưa chị Giao về ở quận Bình Thạnh. Rồi mình sẽ up like nha các bạn. Vừa ăn tối vừa xem ha, chị Giao Sài Gòn. Tối. Vậy thì bây giờ là tối rồi, bên đó là bạn ở bên Mỹ đúng không? Mình còn có những cái đoạn phim rất là hay, nhưng mà để mấy bạn cho các bạn kia ăn tối xong đi mình sẽ chia cho mấy bạn xem. Hôm vừa rồi một đồng nghiệp của mình á đi vào trong cái khu ICU. Cái khu mà chữa bệnh nhân Covid nặng mà phải dùng máy trợ thở. Gửi cho mình cái đoạn phim đó.
để cho các bạn xem là khi mà bệnh nhân trở nặng vào trong đến cái khu đó thì nó như thế nào. À, chút nữa đi ha. Sai anh Tuấn, trường bây giờ bạn phát tướng nhiều quá. To béo. Béo ị anh ơi. Chứ tụi mình giờ là lên U50 hết rồi. Được cái là mình là không có nhậu. À, uống được nhưng mà thỉnh thoảng thì vui với bạn bè thôi chứ không có, không có gọi là không có sinh hoạt thường xuyên á. Nên là mập mập tí nhưng mà gọi là không có bệnh nền. Mèo quá. Không biết anh chị có biết không, ở Sài Gòn bây giờ người ta chết Covid nhiều lắm. Em biết. Biết chứ. Người bạn có thân nhân ở Sài Gòn, còn người bạn thân là mất vì Covid. Thật ra là biết chứ bạn. Bây giờ nói với bạn à, mình biết từ bản thân mình, người nhà mình mất hai người nha. Một cô em gái họ và mợ của mình. Nên là cái chuyện thiệt hại về người, về vật chất, về tất cả mọi thứ tụi mình nắm hết. Mà nó không phải nắm với chị Thiên Hạ đâu, nó nắm từ từ chính những cái người gần mình nhất. Nhưng mà thôi, những cái thông tin u ám đó mình nghĩ mọi người tự tìm hiểu là biết hết rồi á. Mình không muốn gọi là, tôi không muốn cắt cái nỗi đau thêm người, gọi là tôi không muốn lan tỏa cái thông điệp gọi là tiêu cực đó cho mọi người nha. Chứ bản thân mình á, nếu mà các bạn để ý nha, hôm chiều thứ sáu mình đi có livestream á, mình rất là ít nói, gần như nói không nổi luôn á. Nhưng mà tại lúc đó mình đang hứa là sẽ ship rau cho mấy người bạn nên là mình cố gắng làm cho xong. Thật ra hôm đó 4 giờ chiều mình nhận được cái tin nhắn là mợ mình đã mất ở trong bệnh viện. Thì mọi người có nhớ là cái livestream trước mà anh Trường thì nó không muốn nói gì luôn. Lúc đó là lúc đó là tâm trạng là nóng rất là nóng ruột, muốn đi về. Thực sự đó là mình chỉ muốn đi về thôi, không có muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng mà bây giờ công việc nó lỡ dở mà bản thân mình bây giờ có đi về thì cũng không có giải quyết được. Bởi vì mất trong bệnh viện dã chiến là phải để cho nhà nước lo, nhà nước sẽ hỏa thiêu thôi, không có làm gì khác được. Nên là ngày hôm đó tâm trạng của anh đó là cực kỳ xấu luôn. Hôm đó chỉ cố gắng hoàn thành tốt cái việc của mình, chạy xe cũng hơi loạn trạng. Bạn Ngọc Phạm nói anh đứng chốt này vui ghê, thời gian này được làm việc cùng mấy người vui vui là sướng hẳn con người, đúng rồi mọi người. Hình như bây giờ gặp một nụ cười nó cũng là điều xa xỉ đó. Rồi ở trên là không đi được luôn. Chị nói không nghe gì hết. Ủa vậy hả, nghe không? Nguyễn Thanh hôm nay không tiếp tế đâu, gọi chị hôm nay không em. Toàn trực thà tới Phú Mỹ Hưng luôn anh. Rồi Phú Mỹ Hưng xong rồi em. Không, nó lại như này bị chậm, em đọc thơ mình bị chậm ấy, chứ không phải. À vậy hả. Phú Mỹ sao không thấy đi quận 3. Đưa cái điện thoại anh cho. Bên này. Đây. Mã đây. Công viên à? Ừ, cho anh đi quay đường phố. Bên này mình đi quay gì á? Quay đường phố, tình hình trên đường á. Rồi. Ô nhưng mà Nguyễn đi thập cảnh rồi anh ơi. À thôi giờ anh quay lại. Nguyễn thập cảnh rồi là anh phải đi, Nguyễn Văn Linh á. Rồi ok, để anh quay lại. Cảm ơn. Đài nào anh? Rồi, anh đài nào vậy đó? Đài truyền hình Phố Hồ Chí Minh nè. Đây. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, đi. Anh quay lại. Nguyễn Văn Linh mình đi, Nguyễn Văn Linh mình mới dọc về Nguyễn Thập được á. À, rồi. Đó, mọi người thấy không? Nhận sự hỗ trợ đó. Nó chỉ cho tụi mình cái đường bị chặn. Trời ơi, che cái vuông này chứ. Đúng rồi, nắng quá trời. Nhìn đi mọi người. Còn bữa nay mình đứng nhìn đi hình ảnh đó, mình nó cười. Cái tại họ biết mã. Họ biết mã không có thấy đường nên là họ phải có. Anh tôi đó, tôi đang nhìn cậu nè, cậu không thắt dây an toàn, đó là tại cậu nó là không ai nhìn cậu nha. Anh Tường đã bị chẹt cái bụng cho nên là chịu không nổi. Không phải thì vì tụi mình chạy xe rất là chậm á. Nói chung là chạy cái này khoảng chừng dưới 30-40 qua. Quay phim mà chạy ào ào lên cho mấy bạn xem thì chắc là không xem được á. Sao không thấy đi quận 3, quận 1, đường Võ Văn Tần, Hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố Vinh và Đàng An vậy? Tại anh mua trễ chứ cái tuyến mà anh đọc là tụi em đã vừa chạy qua rồi á. Đi chạy đầu tiên anh. Nãy thì đi rồi. Còn Hồ Con Rùa thì họ đã rào hết rồi. Nên là chắc chắn là không có đi được. Nào chú vào hội cựu chiến binh cho vui vô rồi chứ. Rồi, rồi. Mỗi tháng nó được phát 200.000 á. Ủa không phải, mỗi năm chứ, được phát 200.000 và một chuyến du lịch gọi là về chiến trường xưa á. À, thăm chiến trường xưa. À. Chắc biển. Em tưởng đào rễ cây.
ngã ba Sọ rồi. Xưa chỗ đó okay. Hay dùng để xử bắn tử hình đó anh. Anh không, cái đó thì anh không có rõ, nhưng mà hồi xưa đi lính á, nó có cái hình phạt gọi là bứng củ nhân sâm á. Là cứ nó gom 3 thằng đến 4 thằng lính vô, thằng nào mà trốn nhiều, đi chơi nhiều hay là vi phạm kỷ luật á, nó gom 3-4 thằng vô, nó cho bứng một gốc cây. Mà tại ngày xưa á, là ở Tây Ninh nó có cái cây lồng mứt á. Cái cây đó là nó cùng họ với cây mai chiếu thủy. À, nó cùng họ với cây mai chiếu thủy á. Họ đang giấu. Đi giao thông họ làm rất là... Đây, em đưa vào bên đó đi. Ủa, xuống rồi nè. Để anh xuống cũng được. Khai báo rồi, mình khai báo rồi mà. Đây, vậy thôi chìa mã đây thôi. Anh cầm đi, anh này anh sẽ tới đây. Đưa bên đó nè. Dạ. Trường ngoài em. Đây anh. Rồi, ok xong. Dạ cảm ơn. Rồi, xịt đi. Đó, cái điện thoại tôi xịt nó mốt chắc hư cha máy tôi quá. Thôi phải xịt thôi. Nói tiếp với cái vụ bứng củ nhân sâm ha. Hồi trước á là Tây Ninh có cái cây lồng mứt á, nó có một cái rừng lồng mứt luôn. Cái cây lồng mứt thì nó cùng họ với lại cây mai chiếu thủy. Nên là họ sẽ lấy cái gốc cây lồng mứt, họ ghép mai chiếu thủy vô thì rất là đẹp. Nên là những cái cây đó là cứ hay bắt tụi mình á, đi đào cái gốc cây đó về xong rồi ghép. Nên các bạn mà vô trong sư đoàn 5 các bạn sẽ thấy là mai chiếu thủy cực kỳ đẹp nha. Đó là công sức của những bàn tay nghệ nhân giống như tôi. Mà hồi đó là mình là dân thành phố không biết ghép cây, nhưng mà được cái mình là khéo tay á. Ví dụ như 5 cái tược á thì người bình thường ghép sống được khoảng 1-2, nhưng mà ai giỏi á thì ghép sống được 3-4. Đó thì mình á là thuộc dạng ghép sống được khoảng 3-4 á. Thì cứ vậy đó, mà hồi đó mà kỷ luật mà đào gốc cây á tụi mình thích lắm. Tại vì á cái kỷ luật như vậy á nó sẽ không có người canh mình. Họ chỉ khoán cho đào gốc cây này tuần lễ xong. Rồi tụi, chơi đúng không? Thì tụi mình á cũng đào cà nhớt vậy đó. Nếu mà hôm nào mà không có tiền thì tự đào, hôm nay có tiền á thuê dân địa phương vô đào. Xong rồi bắt đầu ngồi đó chơi, mua cà rem về ăn. Rồi bắt giỏng ngủ vậy đó. Chương trình kể chuyện bắt đầu hả chị Giao? Đúng rồi á, mai mốt kể chuyện ma cho nghe. Nam Lan chào chị, chào em. Đi ngủ cho anh chị, em toàn coi clip. Hôm nay em mới được coi được bữa live. Chị live thử 3-4 ngày rồi đó. Nãy tính đi đường ở trong khu dân cư, nhưng mà bây giờ họ đã rào rồi, nên là bắt buộc phải về đường Nguyễn Văn Linh lại. Blackbox, ngày mới vui vẻ nhé. Anh chị đáng yêu, cảm ơn em nha. Trừng phạm anh Dũng, tâm trạng của em vì nhà em cũng có người thân mất vì Covid, buồn nhưng không làm gì được. Thật sự chia sẻ với em, nhưng mà đúng là lúc này mình không có làm gì được hết mọi người. Nói thiệt nha, tâm lý của người già là vậy nè bạn, họ không sợ chết nha. Người già bây giờ họ không sợ chết, mà biết cái gì không? Họ sợ chết không có người đưa tiễn, chết không có mộ chôn, chứ họ không sợ chết đó. Mà bây giờ cái mà họ ám ảnh nhất là gì? Chết mà không có mộ. Rồi mấy mốt con cháu thanh minh lễ Tết gì không có đi thăm được. Đó. Chứ giờ họ kiểu mà sống 70-80 tuổi, nhiều người ta cũng mệt, ta cũng nói thì đi thôi. Nhưng mà cái người già người ta sợ vậy đó. Bây giờ sao? Bây giờ mình chuyển qua, mình sẽ cho mọi người xem những cái hình ảnh mà anh Trường nói nãy ha. Mọi người sẽ hình dung ra là trong một cái khu điều trị đặc biệt á, ICU á, thì những cái bệnh nhân Covid mà người ta nặng á, người ta sẽ chiến đấu như thế nào. Rồi, thôi đợi không khí cho bạn xem một cái đoạn phóng sự. Bạn sẽ xem một cái đoạn như của vậy, bạn sẽ hình dung ra của một đồng nghiệp của mình vừa mới gửi cho mình ngày hôm qua. Các bạn sẽ hình dung được là
Nói chung là cái khu điều trị đặc biệt nó sẽ như thế nào, rồi những người thân của mình á, nếu mà không may mà mình phải như vậy thì mình sẽ biết là cái diễn biến người ta chuyển, tức là người ta phải chiến đấu qua những cái giai đoạn như thế nào. Đây bây giờ theo chân một cái ca trực đêm thì ha, ở bên trong ICU nha. Bây giờ bên trong ICU trước đi. ICU là một cái khoa cực kỳ nặng nha. Rồi. Tức là khu điều trị tầng cao đó mọi người đó. Đó, ok, ICU local. Nói chung là ăn nói thô lỗ với là biết cái con người như thế nào rồi ha. Tại vì vô đây mọi người đừng có ở đây bạn là cái gì mà bạn có quyền ra lệnh cho tụi mình, còn tụi mình là chủ nhà, mình có quyền đá đít bạn ra khỏi đây, bạn phải hiểu là như vậy ha. Có chửi thì mình cũng đốc bạn thôi à. Nên là nếu mà bạn gọi là người có trí tuệ, có thông minh thì bạn ngậm cái miệng lại và coi, còn không thích thì tự đi ra nha, chứ đừng để mình nặng lời với bạn, hiểu không? Cái này chắc là trẻ trâu thôi. Đi kiếm mấy cái gì giật cân coi đi bạn ơi, cướp giết ship hay là mở chuyện chị Hằng lên coi đi ha. Ở đó kênh đó cái có những cái chửi rất là vui, chứ tụi mình ở đây mà chỉ cần nói chuyện bất lịch sự là mình sẽ block thôi, khóa miệng lại không cho nói nữa. Đây anh Tuấn rồi bạn ơi, ok rồi ạ. Tôi rất ok rồi. Không biết trách nó làm gì bạn ơi, thì ra không có trách anh, nhưng mà định hướng lại, em không có định hướng cái gì hết á, về cái tư tưởng gì dẫn dắt gì hết, nhưng mà định hướng lại cái thái độ. Tại vì nói với anh như vậy, giữ cho cái kênh cái sạch đó, không phải cho tụi em đâu, là cho tất cả mọi người. Tự nhiên đi vô một cái kênh mà toàn mà thành phần sầm sàm, chửi tầm bậy tầm bạ thì coi làm gì. Em còn em rất là muốn xây dựng một cái nơi mà mọi người có thể giao lưu với nhau. Tay anh Tuấn là bạn học của anh. Anh đó là bạn học của anh đó. Thì không biết, thì tại vì mình không có đọc, mình đang chạy xe. Đất Nguyên chào hai bạn. YouTube mít rè hả? Rè hả? Được chưa YouTube? Không phải, hồi nãy chạy nhanh á, gió nó hù luôn. Rồi trên đây nè, trên đây mình là vẫn phải để hở một cái khoảng để mình lắp cam trên đây nè. Đó là khi chạy nhanh á, nó ù ù lên. Bi mít rè với lát dữ luôn. À nãy chạy nhanh quá, bây giờ sẽ chạy chậm lại. Chứ cái vùng nãy là vùng không có khu người ở nên là sóng nó yếu. Đất Nguyên nó bị khùng đó. Không, mà mình đã chuyển cho Đông Gia thành người kiểm duyệt rồi. Sau khi mà giải quyết xong là nếu mà còn nói nhiều thì lóc, vậy thôi. Cô Trường ơi kệ đi. Dạ thì nói chung là vậy á, để trong này chỉ có để mong cho mọi người cảm thấy thoải mái. Em chỉ mong mọi người cứ vô nói chuyện với nhau, hỏi han nhau. Em đó em cũng hơi lo là tại em thấy cái bạn Long Béo mà bạn mà bị F0 á, là hôm nay là ngày thứ 9 và hôm qua em cũng thấy bạn vào nhắn
tin là cập nhật cái tình hình sức khỏe của bạn ra sao á. Còn hôm nay em cũng không có thấy bạn Long vô cập nhật cái tình hình sức khỏe, cho nên em cũng có biết là bạn Long hiện tại đang ra sao nữa chị. Chứ hôm ngày thứ 8 bạn Long có vô cập nhật tình hình sức khỏe và nói là vẫn ổn. Nhưng mà qua hai hôm nay em không thấy. À ngày thứ 7, còn ngày thứ 8, ngày thứ 9 này em không thấy. Gió á, gió á. Bây giờ đang là cầu Kinh Tẻ. Qua cầu Kinh Tẻ là địa phận quận 4. Chị Hóa kêu ha ha, chị Hằng luôn chị. Dạ vâng. Chị Hằng everywhere chị ơi. À, giỏi vô đó chửi bà một câu đi. Bà xới cả họ lên, bà cho ra bờ đê hết. Ở đây thấy tụi mình hiền nói chuyện lịch sự, bắt đầu muốn leo đầu ngồi. Không có đâu. Chúc anh chị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Cảm ơn em. Cảm ơn em nha Tường Nguyên. Tôi thích anh Trường kêu nó coi chị Hằng mà nó phải lên tới cung trăng luôn với anh. Sao anh hại nó quá vậy. Nói thôi chứ nó thì mấy bạn á, mình cũng coi kênh của bà chị đó. Thì ngoài cái chuyện bả như thế nào thì mình các bạn hiểu rồi, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó nha, hai vợ chồng đó vẫn có cái rất là đáng quý trong thời điểm này, đó là họ xây dựng 21 cái trạm oxy, họ cung cấp oxy cho những người bệnh nha. Còn cái chuyện khác thì mình không bàn tới, mình chỉ đang nói cho một cái khía cạnh gọi là chống dịch thôi. Thì các bạn nghĩ đi, hiện giờ có ai làm được như hai vợ chồng đó không ha? Ta đang rè. Tiếng đang rè, tiếng vẫn đang rè hả mọi người? Anh Tuấn, bạn của anh đó là trường này nóng tính lắm. Nhưng bạn chịu mít nó bị yếu pin hay gì ấy à. Đó, không chịu. Thế thì mình dừng lại check ra thử bị gì. Mình thấy bên micro của mình thì là tiên báo pin vẫn chưa có bị chết nè. Thôi, chuẩn bị qua trạm nữa. Mỗi lần qua trạm cái nó bị cúm á. Lúc quá rè, lúc đầu không bị, giờ bị liên tục hết sếp. Ủa sao kỳ vậy? Để qua trạm nè, chứ giờ dừng trước cái trạm rồi mấy ổng tưởng đâu có vấn đề gì nữa. Không phải gió mà bị rè. Bị rè à? Rồi, để mình kiếm tập khắc phục ha. Hai chữ giật rồi mà chị Hana hóa lên. Chị hóa nó là giam qua đây không bỏ dạ. Bơ bơ ngán dạ. À, hôm qua em có lên mà chị. Mà chắc lúc anh lên là chị lại không liên hệ gì nữa. Rồi kiểm tra xong. Tại xong rồi nè. Giờ mới như xử lý cái micro. Để qua trạm rồi mình dừng lại mình xem ấy. Nói chung setup như cũ thôi à. Cái này nó truyền qua mạng á, nên là nhiều khi cũng chả hiểu như thế nào. Rồi nét cái đây cho mát nè. Con nghe giùm cho chị những tiếng ok chưa? Hôm nay có gì không ổn. À, đứng hình. Sắp có cái like thứ hai ca ca. Thôi, hôm nay một ca thôi. Đúng rồi. Ở đứng không ta? Không, đang dừng mà. Ủa đứng hình nè. Bây giờ, bao giờ? Ờ, chắc hết bây giờ rồi. Đứng rồi đúng không? Cũng như sống vẫn còn mà ta. Để anh ta lại luôn đi. Trở lại rồi đó. Ủa trở lại kìa. Nhưng mà cái vụ tiếng á, mình vẫn sẽ đắp như cũ đó các bạn. Nên là nó rè, mình chịu thua. Không hiểu được sao. Thôi, nếu mà rè thì coi như là xem cái hình ảnh đường nha. Rồi thôi, di chuyển tiếp nè. Thì cái line này chắc nó cũng còn khoảng 15 20 phút gì nữa thôi mấy bạn. Đến giờ cơm rồi. Tụi mình cũng phải đua về. Có cái là bữa nay hơi tệ chị. Dạ hả? Nó đang bị về cái gì á? Về hình ảnh trước hay là nó bị nhiệt tốt.
Ồ. Quá rèn. Rồi ok, để mình sẽ sửa một lần nữa thử nha. Ra cho được không? Thì chắc cái hành trình của mình là sắp là kết thúc rồi mọi người. Tại vì cũng đang chạy te te về từ quận tư mà chạy về, có thể là do là tiếng nó đi vô đây nè, có thể là do cũng là do người của mình nữa. Không, không, mình là người là hay nhiễu, làm nhiễu sóng micro đó, rất là hay làm nhiễu sóng micro, cho nên hôm nay cài micro sát người, cũng có thể là do là chị cài micro sát người á. Rồi chuyển qua cái mic của GoPro này, hy vọng là nó ok, âm thanh ok, là bây giờ chuyển qua cái GoPro rồi đó, tắt hẳn tiếng micro rồi đó thì sẽ ổn hơn không phải không? Chị Hóa nói ok rồi. Ôi trời, xin lỗi mọi người quá nghe, tại hôm nay cũng là hôm chạy thử nghiệm đồ chơi mới cho nên là nó cũng lâu lâu nó cũng bị ốm chuyến đời vậy, chưa quen nhau có tí sụp sịt. Quên nữa, đường nó bị khóa ở đường này. Rồi rồi, tốt nhất ha. Âm thanh ok hay rồi đó. Vậy là lấy GoPro là tốt nhất anh, lẹ nhất. Cái con này mấy hôm nó cứ bị nóng, nó nóng cái nó té cái bình. Rồi, rồi chiếc chạm này to quá, là cái mở lên thôi. Tự nhiên chắc đói bụng đó. Cái tờ là cái mở mà. Nãy tưởng nó là văng tung hết hết 4 giờ tèo. Cầm cầm cho anh đi. Đây. Chúng ta lại làm chương trình. Qua, qua có qua không? Rồi, qua rồi. Xong. Ở đây mã vạch này là họ thấy mình có chuẩn bị rồi á, là ok thôi. Cầu kinh, không phải, cầu này là cầu ông Lạnh nha. Cầu ông Lạnh. Hôm nay gió mọi người. Hôm nay gió kinh khủng. Chắc phải bụng đó chị. Tết chắc nó kêu đói bụng ăn cơm hả chị? Âm thanh Dubai SoundCloud 7.1 chị ơi. Đức Nguyên á, tại trường nóng quá mít cháy. Ồ nè nè, xử lý bên trái mọi người, bên trái. Đây, một ông một đi, đi bộ nè mọi người. Loan ban bị là nguyên một đội rồi đó. Đội này gồm có công an phường và hai bạn kiểm soát quân sự. Là qua luôn, túm luôn á. Đi ngược chiều túm lại luôn đó. Tại vì ông này đi như vậy chắc chắn là sai. Cái cầu này một bên là kiểu này là trâu anh đi lang bang à. Do mình sai. Cái cầu này là cầu quận tư. Vừa tính mua vé cái mã cho anh chị đi chợ. Trời ơi, thật sự á mọi người, bây giờ đi chợ á, mọi người thấy cái những có một số điểm á, người ta mở cửa mà mình vô người ta không bán, người ta chỉ bán online thôi, người ta phục vụ online thôi, cho nên là nhiều khi cũng khổ lắm. Chỉ có một chỗ ngay trước gần đài truyền hình là họ có bán cho người đi đường á. Không phải bán người đi đường đâu, họ bán cho cái lực lượng mà tham gia chống dịch thôi. Như mình bỏ áo vô thì họ rất là welcome, họ tiếp liền. Chứ còn mà kiểu mà mấy bà sách vở đi chợ vô thì chưa biết ha. Tại cái khu vực hành chính nó đâu có siêu thị, đâu có shop gì đâu. Mà nếu mà cái đám như tụi mình đi làm mà tối thiểu nước cũng không có, hay là cái gì cũng không có, đâu có làm nổi. Anh nghĩ cái đó họ mở chắc cũng có lý do. Cũng có thể để phục vụ cái khu vực đó đó. Ờ. Bây giờ mình sẽ quẹo đường Lý Tự Trọng đi. Để chưa thành nồng quá kìa. Chạy. Đây GoPro nó đã hiện hình lên rồi, nó hiện hồn lên rồi. Bữa giờ ăn trứng với cái hột chiên xù nó sẵn luôn. Đây con đường có lá me bay đây.
bây giờ đến chiều ngay chiều ta lại cầm tay nhau về đến ngay chỗ gốc Vinh Gia Long rồi ha. Mình còn khoảng cây số nữa, nói chung là cũng muốn tám dài hơn với mấy bạn. Ô giờ cái xe này chở một xe khoai lang luôn trời. Ô bạn đưa tay chào. Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Trời ơi, thơ quá. Tức Nguyễn nói đứa nào bấm ngón tay chỉ xuống chắc là dislike á các bạn ơi. Mà thôi kệ đi, có dislike hay là tại vì á, thiệt ra là vẫn có những người họ rất là không vui, không biết sao coi không thấy vui. Mà mình không, mình hiểu không hiểu là không vui thôi, đi ra đi chứ còn cứ chửi chứ vô chửi bới thôi làm gì. Tại vì thứ nhất là tụi mình sẽ quạt lại chứ tụi mình không có xây dựng hình tượng thảo mai đâu mà. Biết sao không? Bây giờ mấy bạn chửi mà không phải tết rất là lâu, trong khi tụi mình á là sẵn cái miệng đây tụi mình chửi lại nhanh hơn. Bạn đánh một câu ở đây mình có thể chửi được 10 câu. Bởi vậy. Nên là chào nếu như trường, chào em nha. Nếu như mà chào Hòa Nguyễn. Chào nếu chị. Như mà bạn mà muốn chửi lộn với mấy cái người mà làm online thì bạn sẽ bị thiệt ha. Bạn nói một câu thôi là nó bị nó chửi 10 câu, mà thứ hai nữa là bạn nói nhiều nó lóc bạn mà đâu làm gì được. Nhưng mà cái miệng nên không, nhưng mà bởi vậy cho nên nó chạy ra ngoài bấm cái dislike ở phía ngoài đúng không? Đúng không bạn? Bấm gì? Kệ. Cũng đâu ăn thua, mà thật ra tụi YouTube nó chả quan tâm dislike hay là like đâu. Mình cái dislike cũng là một dạng tương tác á. Bạn thấy có nhiều khi có những cái video xàm xí cả mấy chục ngàn dislike nhưng mà nó vẫn tốt thôi, vẫn ok. Có nghĩa là có tương tác thì tao mới dislike á. Rồi, con đường đã đến cuối con đường lá me bay nha. Thôi chúc mọi người có một buổi trưa thật là ưng ý. Chị chúc YouTube chiên xù được đóng cái hộp. Hy vọng là những đống cá đó nó phần thương em nó sẽ xù lên. Đèn xanh. Rồi, đèn kính. Mình sẽ dừng lại một chỗ để mình bỏ thiết bị vì nó quá nóng rồi. Rồi hẹn lại các bạn trong một cái buổi khác. Và nếu như mà sắp xếp được thì mình sẽ thông báo trước để các bạn đón xem. Rồi, xin chào mọi người, tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi cái buổi live của tụi mình. Và hy vọng mọi người có một ngày chủ nhật thật là bình an bên cạnh gia đình nha. Đây cho mọi người nhìn mặt tụi mình đi xíu. Đây là xin chào. Đây là anh Trường 195 béo béo đây mà hay nổi cấu một cách bất thình lình đấy. Còn này là Google nó hãm hại nhan sắc lắm nhưng thôi mọi người đừng chấp, nó sẽ đè đó. Nó sẽ có bạn Tuấn á mà mình nhớ hoài không nhớ là bạn Tuấn nào. Tụi mình có hai bạn Tuấn thì hy vọng là sẽ có dịp mọi người gặp nhau. Rồi, xin chào mọi người. Hy vọng là mọi người đã có một buổi sáng cà phê dài triền miên nhưng không lê thê và kết thúc tại con đường có lá me bay. Hy vọng là ngày chủ nhật của các bạn sẽ rất là vui vẻ. Chào, tạm biệt. Tạm biệt. Nha. Chúc cả nhà bình an.